Bước đầu học Phật. Phần 16. Pháp tu căn bản của Phật tử. Phật pháp hóa nhân gian. Hòa thượng Thích Thanh Từ giảng giải, người đọc Khải Toàn. Đa số người xưng là Phật tử mà không biết rõ đường lối tu hành. Ai bài sao làm vậy, trở thành mê tín sai lầm, khiến người đời phê bình đạo Phật là huyền hoặc, là vô ích. Để bổ cứu những sai lầm ấy, chúng ta phải biết rõ đâu là pháp tu căn bản phải hành, đâu là lối siêu thoát phải đến. Ứng dụng Phật pháp ngay trong cuộc sống thực tế của chúng ta để minh chứng rõ ràng đạo Phật cứu khổ thật sự. Đạo Phật mang hạnh phúc cụ thể lại cho người, được thế chúng ta mới khỏi hối hận là đệ tử của Phật mà làm nhục nhã cho đạo Phật. Pháp tu căn bản. Bước đầu tiên trên đường tu hành của người Phật tử phải chuyển ba nghiệp ác thành ba nghiệp lành. Ba nghiệp là thân, miệng, ý của chúng ta. Khi xưa chưa biết tu, chúng ta buông lung thân, miệng, ý, làm những việc xấu xa, tàn bạo, độc ác. Đã tạo những điều xấu xa, tàn bạo, độc ác là làm đau khổ cho mình, cho người, cho gia đình, cho xã hội. Những kẻ cướp của giết người sớm muộn gì cũng sẽ chịu hình phạt. Cha mẹ, vợ con ở nhà đau khổ, gia đình của nạn nhân cũng đau khổ, chánh quyền cũng phải bận tâm điều tra truy nã. Chỉ một việc làm cuồng dại độc ác của một vài người khiến guồng máy xã hội bị rối bời. Hành động ấy gọi là tạo nghiệp ác. Ngày nay biết tu, chúng ta chuyển thân miệng ý làm việc tốt đẹp thanh cao hiền thiện. Thấy người trên đường gặp tai nạn xe cộ mà không có người thân, chúng ta thành thật xót thương, dùng lời hiền hòa an ủi, đích thân săn sóc chở đến bệnh viện. Đây là tạo nghiệp lành. Làm được việc lành, bản thân chúng ta đã vui, người bị tai nạn cũng bớt khổ, người chung quanh trông thấy cũng tán thành. Hành động lành này là cụ thể xây dựng xã hội tốt đẹp. Hành động xấu mà cứ lặp đi lặp lại mãi là nghiệp ác, vì đã thành thói quen khó sửa đổi. Ví như người uống rượu, uống một vài lần không thành viên, ngày nay uống, ngày mai uống, uống càng nhiều ngày như vậy thành người nghiền rượu. Cái nghiền là thói quen, gọi là nghiệp. Người thấy ai thiếu thốn liền giúp đỡ, lúc nào cũng thế, lâu ngày thành thói quen là nghiệp lành. Cũng là thói quen, một thói quen đưa đến đau khổ, một thói quen đưa đến an lạc. Vì thế, người Phật tử phải tránh thói quen đau khổ, phải tạo thói quen an lạc, đó là tu chuyển nghiệp ác thành nghiệp lành. Kẻ ngu muội mới tìm hạnh phúc trên đau khổ của người khác. Người sáng suốt chỉ thấy hạnh phúc khi người khác hết khổ đau. Quan niệm sai lầm. Có nhiều Phật tử phát tâm quy y chỉ vì cầu cho gia đình bình an, cầu cho cuộc sống được như ý. Vì thế, gia đình có người bệnh hoạn hay xảy ra tai nạn gì thì thỉnh thầy cầu an. Nếu thầy bận việc không đi thì phiền não, giận không đi chùa. Trong cuộc sống gặp nhiều điều bất như ý thì buồn, cho rằng Phật không hộ độ. Nghe miếu bà, miếu ông, nào mà linh ứng liền đến đó cầu xin. Chỉ vì mong được bình an mà đi chùa, đến với đạo, khi mục đích ấy không thành thì họ dễ dàng bỏ đạo. Lại có những người sau khi quy y rồi thì mọi việc đều giao phó cho thầy, cất nhà cũng thỉnh thầy coi ngày, gả con cưới hỏi cũng thỉnh thầy xem tuổi, đau ốm bệnh hoạn cũng thỉnh thầy cầu an, ngay cả ma chay cũng thỉnh thầy cầu siêu.
Thầy là người chịu mọi trọng trách trong gia đình. Nếu thầy không chịu theo là buồn, không đi chùa. Lối quy y này giống hệt đi đóng tiền bảo hiểm cho cá nhân và gia đình vậy. Lại có người tu một cách thời hợp, chỉ biết giờ tụng kinh, giờ niệm Phật, đến ngày là ăn chay, gọi là tu. Ngoài những giờ đó ra, mọi việc đều như ai, ăn miếng trả miếng không thua kém. Một ngày hơn 12 giờ, chúng ta chỉ tu có 1-2 giờ, làm sao cho đủ? 10 giờ tạo ác, 2 giờ tu thiện thì quá ít ỏi. Hoặc một tháng ăn chay 6 ngày, chỉ tu trong 6 ngày này, còn 24 ngày kia thì không tu, có thấm vào đâu chăng? Có khi ai lỡ xúc phạm đến họ trong những ngày ăn chay, họ sẽ nói: hôm nay tôi ăn chay, nếu không ăn chay thì biết. Tu như thế quả thật rất hời hợt. Tệ hơn nữa, có người sợ tu thiền đổ nghiệp. Mỗi khi phát nguyện tụng kinh Pháp Hoa chẳng hạn, ở gia đình có xảy ra tai biến gì, liền đổ thừa tại tụng kinh đổ nghiệp. Không biết đổ nghiệp là rơi rớt hết hay sanh ra nghiệp. Nếu đổ nghiệp là rơi rớt hết thì cố gắng tụng cho rớt sạch luôn. Nếu đổ nghiệp là sanh ra nghiệp thì điều này thật là vô lý. Bây giờ tụng kinh thì ba nghiệp thanh tịnh, thân trang nghiêm là thân nghiệp thanh tịnh, miệng tụng lời Phật là khẩu nghiệp thanh tịnh, ý duyên theo lời kinh là ý nghiệp thanh tịnh. Làm sao sanh ra ác nghiệp được? Tin như thế thật là hoàn toàn vô căn cứ. Người Phật tử phải sáng suốt, không nên tin theo lối nhảm nhí ấy. Tu là tuyên chiến với ma quân. Người phát tâm tu hành như một chiến sĩ tuyên chiến với ma quân, chúng ta phải hùng dũng quyết chiến. Trước tiên, chúng ta phải chiến đấu với bọn ma phiền não nghiệp chướng của mình. Ví như người vừa phát tâm nguyện tu hạnh nhẫn nhục, liền bị người thóa mạ, tâm sân hận nổi lên. Ngay đây phải dẹp bỏ, đè bẹp nó để thắng, để nó phát hiện ra miệng, ra thân là thua. Có người trước đã ghiền, ví dụ ghiền rượu, nay phát tâm quy y, thọ trì năm giới. Ngày đấy phải bỏ phải cai, nếu can đảm bỏ được là thắng, bỏ không được là thua. Thắng được cơn giận dữ nổi lên là thắng ma phiền não, thắng được bệnh điền lâu năm là thắng ma nghiệp chướng. Phiền não nghiệp chướng của chúng ta rất nhiều rất nặng. Chiến thắng được nó phải là một người kiên cường. Hai thứ này là nội ma. Những khó khăn chướng ngại do ngoại cảnh gây nên là ngoại ma. Một người tuổi độ 30, khi đã có gia đình, vừa thọ ngũ giới xong, liền có một người đẹp theo đuổi mến yêu. Chiến thắng tình cảm không chánh đáng này là một trận chiến gay go. Nếu đương sự không can đảm quyết liệt, khó mà giữ toàn vẹn được giới thứ ba đã thọ. Một người khác sau khi quy y thọ giới rồi, nguyện bỏ rượu, trong lúc tranh đấu một mất một còn với con ma nghiền, lại gặp bạn bè mời đi nhậu, còn dùng nhiều thủ thuật bắt ép. Trường hợp này không phải là người có ý chí kiên cường thì khó mà thắng được. Ngoại cảnh chướng ngại nhiều không kể, người Phật tử hùng dũng quyết thắng, đừng để giặc ngoại ma áp đảo phải đầu hàng. Đã là chiến đấu thì phải đương đầu, vì vậy chúng ta không thể khiếp nhược yếu hèn, chỉ một bề cầu được bình an. Người chiến sĩ có đối đầu với giặc, chiến thắng được giặc, mới thăng quan tiến chức, mới có ngày ca khúc khải hoàn, hoàng vòng hoa danh dự vào cổ. Người tu cũng vậy, chiến thắng được nội ma, ngoại ma, mới có ngày bước lên đài vinh quang của con người tài đức vẹn toàn. Đã là chiến sĩ thì mắt phải sáng, tai phải thính luôn theo dõi mọi hành động của kẻ thù.
một phút giây hời hợt sơ suất có thể tán thân mất mạng. Người tu cũng thế, phải thấy rõ từng tâm niệm, từng hành động của mình. Một phút giây lơi lỏng, bọn giặc phiền não nổi dậy, phải bị mất giới thân tuệ mạng. Do đó, không thể chỉ tu trong giờ tụng kinh, niệm Phật, ăn chay, mà phải tu trong mọi lúc mọi giờ. Được như vậy mới mong chiến thắng bọn ma quân. Tu là phải dẹp bỏ những thói hư tật xấu. Tuổi trẻ chưa nhiễm những cái dở ấy, ngang đây biết tu thì dễ biết dường nào. Người chưa biết uống rượu, không tập uống rượu thật là dễ. Người đã nghiền rượu, bỏ không uống rượu là thiên nan vạn nan. Biết tu từ thổi nhỏ thì thuận lợi dễ dàng biết mấy. Để đa mang nhiều bệnh nhiều tật rồi mới tu thật là khó khăn trăm bề. Song người có ý chí mãnh liệt thì cái khó nào cũng làm được. Cụ thể hóa pháp tu căn bản. Để cụ thể hóa pháp tu căn bản này, Đức Phật bắt buộc người Phật tử sau khi quy y Tam Bảo phải thọ trì năm giới. Trong năm giới, ba giới đầu là giữ thân không tạo nghiệp ác, hai giới sau là giữ khẩu không tạo nghiệp ác. Thế là người Phật tử chỉ mới chuyển hai nghiệp thôi mà không hiểu lợi ích đã to lớn lắm rồi. Như người không sát sanh là không giết người, chỉ trừ trường hợp nghĩa vụ quân sự. Không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, bản thân họ đã là một con người tốt. Họ lại giảm được bao nhiêu việc lo âu sợ sệt tốn hao trong cuộc sống hiện tại. Cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái nhờ đó được an ổn vui tươi. Mọi người trong xã hội khỏi phải phiền hà lo âu vì họ. Chúng ta có thể hình dung trong một xóm mà mọi người đều giữ được năm giới hết. Trong xóm đó có xảy ra chuyện giết hại, trộm cướp, lừa đảo, hiếp dâm và say sưa phá hàng xóm hay không? Chắc hẳn là không, trừ phi những kẻ khác xâm nhập vào. Chúng ta hiện nay đi đâu cũng lo âu sợ sệt là tại sao? Phải chăng vì sợ người hãm hại, sợ người móc túi giật đồ, sợ người lường gạt? Chánh quyền phải bận tâm nhọc sức điều tra theo dõi vì dân chúng không biết tu. Nếu người dân biết tu và chịu tu như vậy, chánh quyền sẽ thảnh thơi nhàn rỗi biết chừng nào. Bởi vì con người ai cũng có sẵn những thói xấu. Nếu không cấm đoán hạn chế, nó sẽ tạo ra lắm chuyện xấu xa hèn hạ khổ đau cho nhau. Vì lòng từ bi, Đức Phật như bắt buộc các đệ tử của Ngài phải tuân theo những điều cấm đoán. Nhờ đó sẽ dẹp bớt những thói xấu. Điều tốt dần dần tăng trưởng, khổ đau sẽ tiêu mòn, an vui thêm lớn. Đây là chủ đích cứu khổ của Đạo Phật. Để thành một con người hoàn hảo hơn, Phật dạy phải tu thập thiện. Pháp thập thiện mới thực sự đầy đủ tu chuyển ba nghiệp. Chuyển ba nghiệp ác của thân không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm. Chuyển bốn nghiệp ác của khẩu, không nói dối, không nói lật lọng ly gián, không nói hung ác, không nói vô nghĩa thêu dệt. Chuyển ba nghiệp ác ở ý, bớt tham, bớt sân, không tà kiến sai lệch. Mười điều lành này xây dựng một con người toàn hảo. Chúng ta phân tích từ tế đến thô, sẽ thấy pháp thập thiện công hiệu không thể kể hết. Một con người không bị tham lam xúi dục thì sẽ làm chủ được mình trước mọi thứ cám dỗ của trần gian. Tài sắc danh lợi không lung lạc được, người này mới hoàn toàn thanh bạch cao thượng. Không bị nóng giận áp đảo, chúng ta mới bình tĩnh sáng suốt giải quyết mọi vấn đề. Làm chủ được nóng giận, chúng ta không nói lời thô ác, không có những hành động tàn nhẫn. Đời chúng ta không bị hối hận bao giờ, người thân chúng ta không hề chán ghét. Sự việc xảy đến,
giải quyết một cách sáng suốt khôn ngoan, chúng ta mới đủ khả năng đảm đang việc lớn được. Mọi lý thuyết, mọi vấn đề, chúng ta không thấy một chiều, không nhìn phiến diện, quần chúng mới dễ cảm thông, mới thật lòng yêu mến. Tà kiến là cái thấy sai lệch, thấy sai lầm cục bộ, dễ sanh tranh cãi, dễ sanh oán hờn. Không tà kiến là một tâm hồn cởi mở, bao dung, thông suốt, trong sáng. Không tà kiến, chúng ta hòa hợp được mọi người, mọi chánh kiến khác nhau. Cuộc sống hạnh phúc hay khổ đau, nảy mầm từ thông cảm nhau hay chống đối nhau. Không tà kiến mà lại còn chánh kiến, thật hạnh phúc thay cho kiếp con người. Thân khẩu trở thành hay hoặc dở đều phát nguồn từ ý tốt hay xấu. Sở dĩ thập thiện xây dựng con người hoàn hảo là chú trọng đến ý nghiệp. Pháp ngũ giới mới chuyển hóa hai phần nổi thân khẩu mà thôi. Bởi vậy, Phật tử chúng ta không phải chỉ dừng ở ngũ giới mà phải tiến lên thập thiện mới thật sự đầy đủ. Tu chuyển ba nghiệp là căn bản của Phật Pháp. Đời đường ở Trung Hoa, có một thiền sư thấy trên cây có chỗ thuận tiện ngồi tu được. Ông liền gác cây bẻ nhánh lót làm chỗ ngồi, giống như ổ quạ và ngồi đó tu. Thời gian sau, ông ngộ đạo tại đây, dân chúng gọi ngài là Ô Xào Thiền Sư, tức là ngài thiền sư ngồi trong ổ quạ. Ông Bạch Cư Dị, nhà văn nổi tiếng thời ấy, được cử làm quan ở huyện này. Nghe danh tiếng ông thiền sư Ô Xào, ông liền đến hỏi đạo. Khi gặp nhau, ông hỏi nhiều câu. Câu cuối cùng hỏi: thế nào là đại ý Phật Pháp? Thiền sư Ô Xào ngồi trên ổ quả đáp: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Chớ tạo các điều ác, vâng làm mọi việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Đây là lời Phật dạy. Ông Bạch Cư Dị cười thưa: bài kệ ngày dạy, con nít 8 tuổi cũng thuộc rồi. Thiền sư bảo: phải, con nít 8 tuổi cũng thuộc, xong ông già 80 làm chưa xong. Bạch Cư Dị đảnh lễ rồi lui về. Qua câu chuyện này, chúng ta thấy cốt yếu của đạo Phật là dạy Phật tử phải chuyển ba nghiệp ác thành ba nghiệp thiện. Chớ tạo các điều ác là dừng ba nghiệp ác. Vâng làm mọi việc lành là tu ba nghiệp lành. Giữ tâm ý thanh tịnh phải chú tâm nhiều về ý nghiệp. Ý nghiệp thanh tịnh thì thân khẩu mới tốt, mới thanh tịnh được. Ý nghiệp làm chủ động nên dành riêng một câu để thấy tầm vóc quan trọng của nó. Dạy tu chuyển ba nghiệp thanh tịnh này không phải chỉ riêng Phật Thích Ca dạy mà chư Phật đều dạy như thế. Đây là lời dạy chư Phật. Còn một điểm quan trọng chúng ta phải chú ý, Bạch Cư Dị nghe bài kệ này thấy dễ nhớ, dễ hiểu nên xem thường bảo rằng con nít 8 tuổi cũng thuộc. Thiền sư giáng cho ông một đòn đau điếng bằng câu: con nít 8 tuổi cũng thuộc, xong ông già 80 làm chưa xong. Đạo là để hành, để tu, chứ không phải để hiểu nhớ xuôi. Nếu hỏi đạo để hiểu nhớ, chỉ là việc đùa cợt vô ích. Ứng dụng lời Phật dạy vào cuộc sống mới thấy hữu ích thật sự. Dầu một thứ thuốc hay đến đâu, nếu người ta chỉ biết tên, đọc nhãn hiệu, nghiên cứu công thức mà không chịu uống thì con bệnh không bao giờ lành. Phật tử chịu thực hành lời Phật dạy như con bệnh chịu uống thuốc, mọi bệnh khổ không còn đeo bám chúng ta. Học Phật Pháp để hiểu để nói, như người khoe ăn nhiều thứ bánh vẽ mà bụng vẫn đói. Người học đạo để hành để tu
mới thật chân chánh Phật tử. Kết thúc bài này, chúng ta thấy trọng tâm chủ yếu của Phật dạy chuyển hóa ba nghiệp ác thành ba nghiệp thiện. Đó là căn bản bước đầu không thể thiếu ở mỗi người Phật tử. Mỗi người hoàn thiện thì xã hội mới toàn mỹ. Chúng ta tu chuyển nghiệp ác thành nghiệp thiện là tự mình thẳng tiến trên bước đường đạo đức, đóng góp sự vui tươi an lạc cho gia đình mình, xây dựng hoàn hảo cho xã hội văn minh. Văn minh ở đây là văn minh đạo đức, văn minh của tình thương chia sẻ ngọt bùi, văn minh của những con người thanh bai cao thượng. Cho nên trong kinh Thập Thiện nói người tu thập thiện sẽ được sanh lên cõi trời, gọi là thiên thừa Phật giáo. Song với chúng tôi, người tu thập thiện là con người hoàn hảo. Trong xã hội có đa số người tu thập thiện là xã hội văn minh đó hoàn hảo. Đây là Phật pháp giáo hóa nhân gian. Tu trong mọi hoàn cảnh. Có nhiều người nghĩ rằng tu là phần riêng của những kẻ rảnh rang nhàn hạ, những người thừa của thừa tiền, còn mình làm đầu tắt mặt tối, cơm không đủ, no áo không đủ ấm, thì có thời giờ đâu mà nói chuyện tu. Hoặc có những người nghĩ tu là việc của những kẻ thiếu phước vần hèn, những kẻ cô quả tật nguyền, nhờ tu họ được an ủi bớt khổ, còn ta phước nhiều của lắm, thân quyến đầy đàn, đẹp đẽ sang trọng mà tu làm gì. Lại có người nghĩ tu là việc của những kẻ tội lỗi ác độc, bởi họ tạo nhiều tội lỗi nên phải tu để chuộc tội, còn tôi hiền lành, có làm gì hại ai đâu mà tu. Bởi có những quan niệm này nên người ta không màng không nghĩ đến tu. Họ đâu biết rằng mọi chúng ta trong tâm niệm đã có xấu lẫn tốt. Nếu thả nổi mặt tình thì niệm xấu hoành hành là sống theo bản năng, mất hết tư cách của con người và sẽ gây ra tội lỗi ngập trời. Để hạn chế tâm niệm xấu, khiến nó tiêu mòn, khởi dậy tâm niệm tốt, khiến nó tăng trưởng. Đây là việc làm của người tu. Có giảm tâm niệm xấu, tăng tâm niệm tốt, người này mới đủ tư cách là con người và làm nhiều việc tốt đẹp với mọi người xung quanh. Thế là có hoàn cảnh nào mà chẳng nên tu? Tu trong cảnh bận rộn. Có những người bận lo sinh kế gia đình, từ sáng đã có mặt ở chợ, đến tối mới về đến nhà, rồi lo cơm ăn áo uống cho con cái. Đến tối khuya, có rảnh đâu mà tu. Nếu bảo những người này phải tụng kinh, phải lần chuỗi niệm Phật, chắc hẳn không thế nào làm được. Nhưng tu ở đây là bỏ ý nghĩ xấu, nuôi dưỡng ý nghĩ tốt, bỏ lời nói dữ, nói lời nói lành, dừng những hành động ác, tạo những hành động thiện, có mất thời giờ đâu mà không tu được. Trái lại, chính khi buôn bán làm ăn ấy, chúng ta có ý nghĩ tốt, thốt lời nói lành, có hành động thiện, người khách hàng mến thương, khiến khách hàng mua càng lúc càng đông, việc làm ăn dễ phát đạt. Ví như cô bán hàng có khách đến mua, giá món hàng 1.000 đồng, cô nói 1.200, chờ khách trả 1.000 là cô bán. Xong trớ trêu, người khách hàng không trả 1.000 mà trả 300. Trường hợp này, nếu cô bán hàng không biết tu thì nổi giận quát tháo ầm ĩ, gây ra cuộc cãi vã ồn ào. Ngược lại, nếu cô bán hàng biết tu, chỉ cần cười nói nhẹ nhàng, trả chưa tới giá, bán không được, mọi việc êm ái, không ai thiệt thòi gì, mai kia người khách ấy có thể đến gian hàng này mua hàng. Trước những cảnh bất như ý, chúng ta biết kềm hãm sự nóng giận, biết lựa lời ôn hòa để đáp, biết giữ thái độ bình tĩnh là khéo tu. Trong công việc,
mỗi ngày sự bất như ý diễn ra liên tục, nên tu hành là điều tối cần cho người sống trong hoàn cảnh này. Vì thế người xưa nói, nhất tu thị, nhị tu sơn. Nếu là người nông phu làm nghề ruộng, khi vác cuốc ra đồng, chúng ta nghĩ, cần mẫn làm cho lúa chúng, để có cơm cho gia đình mình ăn, vơi ra giúp đồng bào mình còn có cơm ăn. Quan niệm ấy là nghĩ lành, đó là tu. Thấy thửa ruộng bên cạnh tốt hơn ruộng mình, không có tâm đố kỵ, mà lòng mừng thầm bạn mình được lúa chúng gia đình ấm no, mình gắng học hỏi theo cách làm ăn ấy. Đây là tâm niệm của người biết tu. Lại, khi làm việc đắp bờ cuốc ruộng, trong tâm vừa nảy ra niệm xấu, ta liền diệt trừ. Trong tâm nảy ra niệm tốt, ta liền khơi dậy cho nó tăng trưởng. Ấy là tu. Một cuốc là một câu niệm Phật, hoặc một cuốc tận kim can địa, ấy là tu. Người học trò bận việc học hành, công phu tu không hề chướng ngại. Khi cấp sách đi học, em nghĩ ta cố gắng học cho giỏi, để mai kia giúp cha mẹ khi tuổi già, có tài để góp công mình xây dựng quê hương tốt đẹp hơn. Đó là em học trò đang tu. Thầy giáo, cô giáo nhọc sức giảng dạy bài vở, em lắng nghe và cố học thuộc, vì thương sợ thầy cô buồn. Đấy là em biết tu. Bạn bè trong lớp có những học trò giỏi hơn em không ganh tị, trái lại còn kính phục để bắt chước theo. Ấy là tâm niệm người tu. Người tu là biết phục người thiện, mỗi khi có lỗi lầm bị rầy, bị la, bị phạt, biết sửa lỗi ngay, không oán hờn trách móc. Có những đứa học hành thua kém và thiếu phương tiện hơn em thương mến hướng dẫn và giúp đỡ nó, là em khéo tu. Xã hội ngày mai sáng sủa tốt hơn, tốt đẹp hơn, chính nhờ những mầm non biết tu ấy. Tu trong cảnh nghèo khó. Chúng ta nghèo tiền, nghèo của, chớ đâu có nghèo ý nghĩ, lời nói, hành động. Chuyển hóa ý nghĩ xấu thành tốt, lời nói dữ thành hiền, hành động ác thành thiện là tu. Việc này đâu đòi hỏi phải có tiền của, nhàn rỗi mới làm được. Chính trong cuộc sống vất vả nghèo nàn của chúng ta, cần thiết phải có nó. Như có người nghèo khổ, khó, vất vả mà có lòng tốt, lời nói hiền hòa, hành động lương thiện, khiến mọi người thương mến giúp đỡ, nhờ đó mọi khó khăn giảm bớt đi. Ngược lại, nếu ở trong cảnh khó khăn mà ý ngang ngạnh, lời nói hung dữ, hành động bạo ngược, khiến ai nghe thấy cũng ghét, cũng xa lánh, nhờ điều gì họ cũng không giúp cả, thì khó khăn lại càng khó khăn hơn. Hơn nữa, tâm hồn trong sáng, lời nói hiền hòa, hành động thanh cao, dù chúng ta có sống trong cảnh nghèo vẫn thấy êm đềm hạnh phúc. Chồng biết nhường vợ, vợ biết kính chồng, con hiếu thuận cha mẹ yêu thương con cái, gọi là cuộc sống hạt muối cắn hai, thật là lý tưởng biết bao. Tu trong cảnh bệnh hoạn. Bình thường, người ta cho khi bệnh hoạn là chướng ngại tu hành. Đây cũng là quan niệm sai lầm về việc tu. Nếu thấy tụng kinh, tọa thiền mới là tu, thì khi bệnh hoạn tụng kinh không nổi, tọa thiền không được, đó là chướng ngại tu. Song tu cốt là ngăn ngừa phiền não, chiến thắng vọng tưởng. Dù có tụng kinh tọa thiền, không tụng kinh tọa thiền đều tu được. Nếu có người bệnh nặng không đi đứng được, nằm một chỗ, khi ấy nằm nhiếp tâm niệm Phật, niệm chí tử, chẳng buồn nghĩ đến ai, lo việc gì, chỉ một bề niệm Phật. Đây là tu đại tinh tấn theo pháp môn tịnh độ, đâu có chướng ngại gì. Hoặc có người bệnh, không niệm Phật mà thích quán chiếu, liền quán thân này thấy nó là gốc khổ đau, là tướng vô thường,
là hiện tượng nhấp nhúa, là không có chủ. Nương thân bệnh quán chiếu tường tận như vậy, thấy được tướng thật của thân, đây là pháp trí tuệ sẽ gần với niết bàn, là tu thiền. Khổ nổi, người Phật tử bình thường tinh tấn tu hành, gặp lúc bệnh hoạn lại thối chuyển, sanh phiền não với con cháu, đây là việc đáng tiếc. Khi mạnh khỏe chúng ta tu, để khi yếu bệnh có đủ đạo lực tiếp tục, vì lúc này là lúc gần với tử thần, là phút chiến đấu cuối cùng. Nếu ngang đây mà dừng, mà hướng đi chiều khác, thật là một việc hoài công vô ích. Bởi vậy nên, Phật tử chúng ta phải thấy khi bệnh là cơ hội tốt, dồn hết tâm lực vào sự tu, chuyên tâm không lơi niệm, được như vậy gần với Phật, gần với Niết Bàn, mới mong thoát khỏi khổ luân hồi muôn kiếp. Tu trong cảnh tại gia. Có một số Phật tử nghĩ rằng, ở tại gia phiền rộn khó tu, được xuất gia rảnh rang tu hành mới giải thoát. Quan niệm này cũng không đúng. Nếu thấy tại gia nhiều việc, vào chùa chắc gì ít việc. Người xưa nói, ca sa vị trước hiềm đa sự, trước dĩ ca sa sự cánh đa. Ca sa chưa mặc than nhiều việc, được mặc ca sa việc lại nhiều. Câu này thật chua chát đối với người tu. Chúng ta đâu không nghe quý thầy trụ trì thường than, trụ trì làm dâu trăm họ, thế là ít việc hay nhiều việc, phiền muộn hay rảnh rang. Yếu điểm tu hành là hiểu đạo, vững lòng tin. Đủ hai điểm này, ở tại gia hay xuất gia đều tu được. Nếu không đủ hai điểm này, dù ở chùa chưa chắc tu được. Chúng ta phải khéo léo linh động trong mọi hoàn cảnh, đừng đòi hỏi phải cảnh thế ấy mới tu được. Sự đòi hỏi đó là cái cớ để chúng ta không tu. Vì có những người không thể tạo được hoàn cảnh như ý. Có những Phật tử nam cũng như nữ, con cái đầy đàn mà cứ nằng nặc đòi xuất gia. Để con lại cho người khác làm sao thì làm. Nếu thỏa mãn nguyện vọng, vào chùa một lúc, gặp khi gia đình thiếu thốn, con cái nhơ nhóc, nóng lòng rồi cởi ca sa cho chùa trở về nhà. Đây là việc làm nông nổi. Chứng minh mọi hoàn cảnh đều tu được. Ngày xưa đời Đường ở Trung Hoa có gia đình ông Bàn Long Uẩn, vẫn làm cư sĩ tại gia mà tu được đến chỗ sanh tử tự tại. Trong giới học Phật từ trước đến nay vẫn ngưỡng mộ công đức tu hành của gia đình ông. Như trong bài sám tịnh độ đã đọc buổi tối, có câu in như thiền định họ Bàn thổi xưa. Ông Bàn Long Uẩn trước theo nho học, sau nghiên cứu Phật thấy thích thú, ông tìm đến tham vấn các thiền sư. Ban đầu, ông đến hỏi thiền sư Hy Thiên. Ông hớp một ngụm cạn hết sông Tây Giang, ta sẽ vì ông nói. Ông càng tin sâu hơn. Gia đình ông, hai ông bà và một con trai một con gái. Ông cất nhà gần chân núi, mỗi ngày trẻ tre đan sáo, cô con gái gánh ra chợ để bán, sống đạm bạc qua ngày để tu hành. Một hôm, trong nhà cùng ngồi bàn việc đạo, ông nói, nang nang nang, thập tạ du ma thọ thượng than. Khó khó khó, người tạ dầu mè trên cây buốt. Bà đáp, dị dị dị, bách thảo thượng đầu tổ sư ý. Dễ dễ dễ, trên đầu trăm cỏ ý tổ sư. Cô con gái tên Linh Chiếu đáp, giả bất dị, giả bất nan, cơ lai khiếp phạn, khốn lai thùy. Cũng chẳng dễ, cũng chẳng khó, đói đến thì ăn, mệt ngủ khò. Với cái nhìn của ông, thấy sự tu hành thật khó khăn vô kể, giống như người trèo lên cây cao mà bị thoa dầu, trèo lên tuột xuống, không có chỗ để bám. Trái lại,
Bà thấy việc tu rất dễ, vì nhìn ở đâu cũng thấy ý tổ sư tràn khắp. Cô con gái dung hòa, không nói khó, không nói dễ. Khó dễ là hai bên, vượt qua hai bên, nhị kiến, tâm sẽ thanh tịnh thản nhiên. Khi ấy, chỉ đói đến thì ăn, mệt đến thì ngủ. Câu nói của cô con gái dễ bị người sao hiểu lầm. Người ta nghĩ rằng tu thiền là đói ăn, mệt ngủ, rồi sống theo bản năng, thật là tai họa. Chủ yếu cô nói là khi nào tâm ta không còn mắc kẹt hai bên, khó dễ, tốt xấu, hơn thua hay dở, mới đến chỗ đói ăn, mệt ngủ. Tại sao chúng ta lại đổ thừa hoàn cảnh này, hoàn cảnh nọ tu không được? Đến đời Trần ở Việt Nam, vua Trần Thánh Tông và Tuệ Trung Thượng Sĩ, một ông vua, một ông quan vẫn tu hành đắc lực. Chúng ta ôn lại câu chuyện sau đây. Nhân ngày làm tuần cho Hoàng Thái Hậu, vua Thánh Tông thỉnh các bậc tôn túc đến dự trai. Trong đó có Tuệ Trung Thượng Sĩ. Nhà vua yêu cầu các ngài trình bài kệ ngắn để thấy chỗ kiến giải của các ngài. Qua nhiều bài kệ, nhà vua không hài lòng, bèn trao giấy bút cho thượng sĩ. Thượng sĩ viết một mạch: kiến giải trình kiến giải, tợ niết một tác quái, niết một tác quái liễu, minh minh thường tự tại. Tạm dịch: kiến giải trình kiến giải, như dụi mắt thấy quái, dụi mắt thấy quái rồi, rõ ràng thường tự tại. Nhà vua đọc xong liền phê tiếp ở sau: minh minh thường tự tại, diệt niết một tác quái, kiến quái bất kiến quái, kỳ quái tất tự hoại. Tạm dịch: rõ ràng thường tự tại, cũng dụi mắt thấy quái chẳng thấy quái, quái ấy ắt tự hoại. Khác nhau chỉ đối ngược ý trước sau mà thôi. Một ông vua khi sắp chết, thấy thân tứ đại tan rã đau đớn, xong còn một cái chưa bao giờ tan rã, đây là chiếc khố mẹ sanh. Một ông quan sống trong cảnh thê thiếp tôi tớ đầy đủ, mà vẫn nhẹ nhàng thanh thản ra đi, trước mọi người than khóc luyến tiếc. Nếu vì bận rộn khó tu, ai bận rộn hơn một ông vua? Nhất là ông vua vì dân vì nước trước cuộc xâm lăng của phương Bắc. Ai bị ràng buộc hơn một ông quan, có đủ thê thiếp tôi tớ đầy nhà. Những vị này tu được, chúng ta không còn lý do gì để thối thác khó tu. Tóm lại, chúng ta là con người chưa có ai toàn hảo, cần phải biết tu để chặn đứng những điều xấu dở xuất phát từ ba nghiệp của mình. Đồng thời, chúng ta khéo nuôi dưỡng những hành động tốt đẹp từ thân miệng ý phát ra. Đoạn ác dưỡng thiện là điều không thể thiếu nơi con người muốn vươn lên. Từ chối tu hành là chúng ta khước từ sự tiến bộ, là khước từ mọi sự đẹp đẽ cao quý, khước từ sự an vui hạnh phúc. Nếu ai quyết chí vươn lên, muốn sống cuộc đời an lạc, muốn gia đình hạnh phúc, muốn xứ sở huy hoàng, muốn chòm sớm an vui, tu là chủ yếu thực hiện những điều mong muốn ấy. Bước đầu học Phật, phần 17, hoa sen trong bùn. Hòa thượng Thích Thanh Từ giảng giải, người đọc Khải Toàn. Có lắm người xuất gia cũng như tại gia cho rằng chúng ta tu không thể nào giác ngộ thành Phật, vì Đức Phật ra đời có những nhân duyên kỳ đặc, bản chất Ngài đã thánh sẵn rồi, còn chúng ta nào là ham mê dục lạc, nào là tội lỗi đầy đầu,
nào là sanh nhầm thời mạt pháp, căn cơ yếu kém ngu độn. Làm sao tu thành Phật được? Ở đây chúng ta hãy nhìn Thái tử là một con người, thật là người để lấy làm mẫu mực hướng theo tu hành. Thái tử Tất Đạt Đa sống trong hoàng cung. Khi là một ông hoàng ở trong cung cấm, Thái tử bị mọi thứ dục lạc bủa vây, nào là vợ đẹp hầu sinh. Ngài có thảy ba bà vợ, bà Cu Tỳ Gia, bà Gia Du Đà La, bà Lộc Giả và cung phi mỹ nữ. Nào là đàn ngọt hát hay, cả ngày âm thanh dằn dặc không ngừng nghỉ. Nào là sự chiều chuộng của vua cha, xây cung điện thích hợp bốn mùa, tạo cảnh vui thích không để ngài có một phút đâm chiêu. Đây là cảnh thiên đàng ngay trong trần thế. Ngài vui hưởng cảnh này đến năm 19 tuổi. Thái tử đi tu và thành Phật. Chỉ một lần Thái tử trông thấy cảnh già, bệnh, chết của con người, ngài khổ đau trằn trọc. Tại sao người ta phải chấp nhận lớp người này sanh ra, già, bệnh, chết, rồi lớp người khác tiếp tục, cứ thế tiếp tục mãi không có ngày cùng? Ngài cương quyết đập tan cái tiền lệ ấy. Vì thế, bao đêm ngài thức trắng, lòng ngài băn khoăn đau xót dày vò, cốt tìm ra lối thoát để cứu mình, cứu chúng sanh. Từ đây, sắc đẹp hát hay trở thành trơ trẽn tầm thường trước mắt ngài. Thức ăn ngon vị ngọt trở thành nhạt nhẽo chán ngán khi chúng để vào miệng ngài. Ngài ê chề ngán ngẩm mọi thứ dục lạc tạm bợ trá hình. Ngài cương quyết rời hoàng cung xuất gia tầm đạo. Mặc dù con đường này dang trải trước mắt ngài muôn vàn nguy hiểm, thập tử nhất sanh, ngài chấp nhận phải dấn bước. Thế là ngài xuất gia từ lúc 19 tuổi. Bao nhiêu năm lang thang trong rừng sâu học đạo, con người vương giả của ngài đã pha màu sương gió, đã từng trải mọi thứ đắng cay, song ý chí kiên cường quả cảm của ngài không suy giảm. Học đạo không thỏa mãn, ngài nguyện thực hành khổ hạnh tột cùng. Nhưng thân sắp hoại mà đạo chưa thấy, ngài phải sống trung hòa và đến dưới cội bồ đề ngồi tu 49 ngày đêm liền ngộ đạo. Ngang đây, ngài thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Đã qua rồi con đường tầm đạo ngót 11 năm. Sau khi thành Phật, ngài nhìn hồ sen thấy có những hoa đã nở tròn đầy, có những hoa còn búp son trinh, có những hoa đang trụ hình trong nước, có những mầm sen còn vùi trong bùn nhơ. Song tất cả đều có khả năng nở tròn khoe sắc, nhã hương tinh khiết. Chúng đồng trong lòng đất nhớp nhúa vươn lên, khi được hớp sương phơi nắng, chúng đều tròn đủ sắc hương như nhau. Ngài thấy con người cũng thế, khi sanh ra và lớn lên trong vòng mê dục, một phen tỉnh giác, con người sẽ tiến lên một bậc giác ngộ khó gì. Thế là ngài lấy hoa sen để biểu trưng cuộc sống và giáo lý của ngài. Kinh diệu pháp liên hoa là hình ảnh cụ thể nhất. Phật ngồi trên đài sen. Chúng ta đọc lịch sử Phật, ai cũng biết Bồ Tát đến cội Bồ Đề, trải cỏ làm tòa ngồi và thành đạo ngay dưới cội cây này. Hiện nay, chúng ta thờ Phật đúng theo tài liệu lịch sử, phải để ngài ngồi trên tòa cỏ. Tại sao ngày nay chùa nào thờ Phật cũng ngồi trên tòa sen? Đây là để biểu trưng cho con người của ngài. Vì trước kia là ông hoàng, ngài cũng nhiễm ô ngũ dục, như mầm sen còn ở trong bùn. Khi ngài vượt thành xuất gia là mầm sen ra khỏi bùn mà còn ở trong nước. Lúc ngài ngồi tu dưới cội bồ đề
và thành đạo là hoa sen ra khỏi nước, nở tròn đầy hương thơm ngào ngạt. Hoa sen lại tượng trưng cho sự bình đẳng giữa mọi người. Đã là mầm sen, thì mầm sen nào cũng có khả năng vươn lên khỏi bùn, khỏi nước và trổ hoa tươi thắm hương thơm ngạt ngào. Đã là con người, thì con người nào cũng có khả năng thoát khỏi dục lạc ô nhiễm, thức tỉnh tu hành và đạt thành đạo quả. Phật quả không phải của riêng một người nào, mà của chung tất cả ai có ý chí thoát trần, có quyết tâm đạt đạo. Vì vậy, Phật quả gọi là vô thượng giác, là giác ngộ không ai trên. Phật cũng dùng hình ảnh hoa sen để nhắc nhở Phật tử ở giữa chốn ô nhiễm mà khéo vượt ra bằng trí tuệ sáng ngời của mình. Bài kệ nói: như giữa đống rác nhất quăng bỏ nơi bờ đầm, chỗ ấy hoa sen nở thơm sạch đẹp ý người. Cũng vậy, giữa quần xanh uế nhiễm mù phàm phục, đệ tử bậc chánh giác sáng ngời với trí tuệ. Pháp Cú câu 58-59. Hoa sen một chỗ nhớp nhúa mà thơm tho tươi đẹp, sống trong đời nhiễm nhơ mù tối, người Phật tử chúng ta phải khéo dùng trí tuệ vượt ra để cứu mình và cứu người. Cái quý của hoa sen là sanh từ chốn bùn lầy mà tinh khiết. Cái ao của cả người tu là sống trong mọi dục lạc nhiễm ô mà vượt ra an toàn siêu thoát. Hoa hường, hoa lan thơm hơn hoa sen mà không được nhắc tới, vì sanh ở chỗ đất sạch. Nếu Thái tử là người từ trên trời rơi xuống mà đắc đạo thì không có giá trị gì. Chính trong vòng kềm tỏa của dục trần mà thoát được mới là bậc đại hùng. Cá nhảy khỏi lưới. Đời Tống ở Trung Hoa có hai thượng tọa Thâm và Minh. Hai vị có duyên sự cùng nhau đò qua sông Hoài. Đang sang sông, thấy người bủa lưới đang kéo, có con cá to nhảy khỏi lưới ra ngoài. Thượng tọa Thâm vỗ tay khen: hay thầy, như thiền sư. Thượng tọa Minh không đồng ý, liền bảo: phải ở ngoài lưới mới hay, đợi vào lưới rồi mới nhảy ra là muộn. Thượng tọa Thâm nói: huynh Minh chưa hiểu. Đi hơn dặm đường, thượng tọa Minh bỗng nhận ra chỗ sai, liền sám hối. Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy thế nào? Con cá trong lưới nhảy ra là hay hay dở? Con cá thông dong ngoài lưới là hay, phải không? Đạo lý nhà Phật dạy, trong cảnh bủa vây của phiền não mà thoát ra được mới là thật hay. Đây mới thi thố được sức mạnh phi thường của con người thoát tục. Nếu ở ngoài lưới nói gì nhảy, không nhảy làm sao biết được sức mạnh của mình. Hơn nữa, bản thân con người đầy đủ tam bành, tức tam độc, lục tặc, tức sáu giặc, lại sáu trần dụ dỗ cuốn trôi. Nếu không phải bậc siêu quần bạc tụy, làm sao thắng trận giặc nội công ngoại kích này? Cùng là cá, bao nhiêu con khác bị lưới cuốn không thể dãy vùng, cuối cùng bị người đánh cá bắt bỏ vào giỏ. Chỉ một con này nhảy vọt khỏi lưới, không đồng với người xuất trần thoát tục là gì? Nếu chúng ta sanh ra đã là thánh thì còn nói gì tu? Chính vì chúng ta mang đầy đủ thói hư tật xấu trong mình, chứa đầy tham sân si trong lòng, cho nên gặp cảnh thì nhiễm, trái ý thì sân, quẳng chúng thoát ra thật là điều khó khăn trăm phần, ai làm được điều đó? Đáng cho chúng ta chắp tay tán thán. Vì thế, Tuệ Trung Thượng Sĩ đã làm bài kệ: tằng vi vật dục dịch lao khu, bài lạc trần hiu thế ngoại du, tán thủ na biên siêu Phật tổ, nhất hồi đậu tẩu nhất hồi hưu. Ra khói bụi hồng, đã từng ham muốn phải long dong, ném quách mà ra khỏi bụi hồng, buông thõng bờ kia lên Phật tổ,
một lần phủi vũ một lần xong. Bởi vì chúng ta chạy theo vật dục nhân gian nên phải khổ sở gian nan. Nếu can đảm ném phát hết, vượt ra ngoài vòng trần lụy, quả là can đảm phi thường. Có thể mới buông thõm tay bước lên ngôi nhà Phật tổ được. Xong, phải mạnh dạn dứt khoát, một lần bỏ đi không thèm ngó lại. Chớ đừng học thói nhầy nhụa, dùng dùng thẳng thẳng cắt không đứt, bước không rời. Một bước chân bước tới, hai bước chân bước lui, không làm nên trò trống gì, chỉ làm trò cười cho hàng thức giả. Bởi vậy nên nhà thiền thường dùng câu giết người không ngó lại là ý này. Phải can đảm dứt khoát thì việc khó mấy cũng thành công. Trần Nhân Tông, ông vua tu sĩ. Vua Trần Nhân Tông sinh năm 1258, lên ngôi vua năm 20 tuổi, xuất gia năm 41 tuổi và năm 51 tuổi tịch. Suốt 20 năm, Ngài là bậc nhân chủ lãnh đạo quốc gia giữ nước trăng dân. Ngồi trên ngai vàng sống trong cung ngọc, mọi thứ dục lạc đều dư thừa. Hai phen cầm quân chống giặc xâm lăng, nhân mạng hy sinh rất lớn. Bổn phận giữ nước trăm dân, Ngài làm điều đầy đủ. Năm 41 tuổi, Ngài nhường ngôi cho con đi xuất gia. Lúc nhỏ, Ngài đã được vua cha và thầy là Tuệ Trung Thượng Sĩ chỉ dạy đạo lý thiền, nhuần thấm sâu xa, nên khi xuất gia, Ngài không cần tầm học, chỉ thực hiện điều đã học được. Trong 10 năm là kẻ xuất gia, Ngài mang hiệu Trúc Lâm Đầu Đà, tích cực hoạt động truyền bá chánh pháp. Trong giới xuất gia, Ngài giáo dục chúng tăng, có khả năng đảm đang giáo hội. Trong dân chúng, Ngài đem pháp thập thiện giáo hóa toàn dân, khiến Phật pháp mở rộng trong nhân gian. Công tác hoằng truyền Phật pháp, giáo hóa nhân dân, Ngài làm suốt đời không ngừng nghỉ. Khi sắp tịch, Ngài nằm tọa ngọa vân, am sai người gọi bảo sát đến. Ngày 1 tháng 11 đúng nửa đêm, sao sáng đầy trời, Ngài hỏi: "Bây giờ là giờ gì?" Bảo sát thưa: "Giờ Tí." Ngài đưa tay ra hiệu mở cửa sổ để nhìn ra ngoài và nói: "Đến giờ ta đi vậy." Bảo sát hỏi: "Tôn Đức đi đâu bây giờ?" Ngài đọc lại bài kệ: "Nhất thiết pháp bất sanh, nhất thiết pháp bất diệt, nhược năng như thị giải." Tạm dịch: "Chư Phật thường hiện tiền, hà khứ lai chi hữu." Tất cả các pháp chẳng sanh, tất cả các pháp chẳng diệt. Nếu hiểu được như thế, chư Phật thường hiện tiền, nào có đi có lại. Bảo sát hỏi thêm: "Khi chẳng sanh chẳng diệt thì sao?" Ngài khua tay nói: "Thôi, đừng nói mê nữa." Rồi Ngài ngồi theo kiểu sư tử tọa mà tịch, tức là tam tổ thực lục. Qua ba giai đoạn trên, chúng ta thấy Ngài sống giai đoạn nào ra giai đoạn ấy. Lúc làm vua thì quên mình giữ nước, hết dạ chăn dân. Khi đi tu, nhiệt tâm vì đạo, miệt mài tu hành, chẳng ngại nhọc nhằn, hết tình với tăng tục. Vì thế, trên đường đời, Ngài thành công viên mãn, trên đường đạo thì đạo quả viên thành. Chính thái độ dứt khoát tích cực, nên lãnh vực nào Ngài cũng thành công. Ngài cũng hưởng dục lạc trong hoàng cung, cũng cầm binh khiển tướng ngoài trận mạc. Nếu nói là tội lỗi thì cũng tràn trề. Xong, khi dứt khoát tiến tu thì cắt đứt mọi quá khứ, sống kham khổ để tu hành, nên lấy hiệu Đầu Đà, tức là khổ hạnh. Với ý chí cương quyết đó, chỉ trong vòng 10 năm, Ngài đã tiến đến chỗ sanh tử tự tại. Đây là tấm gương sáng rực rỡ để nhắc nhở chúng ta không sợ mình trước mê lầm tội lỗi, chỉ sợ xuất gia rồi mà thái độ vẫn mập mờ.
Ngài là con người thấy được đạo lý và sống được đạo lý. Chúng ta đọc bài kệ kết thúc bài Phú Cơ Trần Lạc Đạo của Ngài thì rõ. Cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc miên. Gia trung hữu bảo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Tạm dịch: trong đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt nghỉ liền. Nhà mình báo sẵn thôi tìm kiếm, đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền. Sống ngay trong lòng trần tục mà khéo biết đạo vẫn thấy an vui. Duyên cảnh đổi thay tùy thời linh động, như khi đói thì ăn, khi mệt thì nghỉ. Đừng cố chấp cứng nhắc mà tự khổ đau. Phật đã sẵn nơi ta, khỏi phải nhọc nhằn sang đông tìm tây. Cái khôn ngoan khéo léo của chúng ta là đối cảnh tâm không động, chính nơi đây là thiền rồi, còn thưa hỏi đâu nữa. Người học đạo nhận thấy Phật đã sẵn nơi tâm mình, song muốn Phật hiện thì tâm đừng chạy theo cảnh. Đây là lối tu thật giản đơn, thật cụ thể, mà người đời khó tin khó nhận. Người ta chỉ tin Phật ở Tây Phương, phải siêng năng lễ bái thì được phước, được Phật rước về cõi Phật. Bởi vậy, Tổ Lâm Tế nói, người ngu cười ta, kẻ trí biết ta. Cười vì thấy không tụng kinh lễ bái, chẳng biết tu cái gì. Biết vì thấy lối tu tế nhị cụ thể thiết thực, không còn gì nghi ngờ. Một ông vua xuất gia chỉ có 10 năm mà đạo như vậy, thật đáng quý kính biết dường nào. Cho nên triều đình tôn xưng Ngài là Điều Ngự Giác Hoàng. Thái tử Tất Đạt Đa và Trần Nhân Tông. 11 năm nằm gió phơi sương lang thang trong rừng núi, ăn uống sơ sài cho đến kiệt sức. Đến khi giác ngộ viên mãn phương pháp giải thoát sanh tử, tuyên bố thành Phật. Đây là người khai mở con đường đạo giác ngộ giải thoát, tức là Ngài đã phá vỡ luật khắc nghiệt, già bệnh chết, chi phối mình và đem ra chỉ dạy cho người. Việc làm của Ngài là muôn thuở không hai. Vua Trần Nhân Tông là người kế thừa con đường của Phật đã vạch sẵn. Bởi kế thừa nên công phu đơn giản và nhẹ nhàng, chỉ cần đem đuốc mình mồi vào đuốc Phật là cháy sáng. Do đó đi tu, Ngài không khổ công tầm đạo, chỉ cần ứng dụng đạo đã sẵn vào việc tu hành là thành công. Tuy vậy, cũng không phải việc dễ dàng. Mặc dù có công thức chỉ rõ, muốn ứng dụng công thức ấy phải gan góc cùng mình, phải mạnh tay chặt đứt mọi xiềng xích vàng ngọc, phải hùng dũng nhảy vọt khỏi mấy lớp rào tình cảm bịt bùng. Hai ngày đều chôn mình trong cung vàng điện ngọc, bị bao vây bởi đám cung nữ phi tần, bị phủ kín trong tiếng đàn ngọt hát hay, bị siết chặt bởi mùi thơm vị quý. Song cả hai đều quả cảm thoát ra không chút đoái hoài luyến tiếc. Do đó hai ngài làm được việc khó làm, để lại cho người đời tấm gương phi phàm xuất chúng. Hai ngài là hai mầm sen chôn sâu trong vũng bùn ngũ dục, vươn lên khỏi nước nở tròn tươi thắm và tỏa ra mùi hương tinh anh thanh khiết bủa khắp cả trần gian. Qua những hình ảnh trên, chúng ta có đủ kinh nghiệm trong việc tiến tu, không còn e dè nghi ngại gì nữa. Bởi vì không có vị nào đã là thánh rồi thành thánh, mà tất cả đều bị bao vây bởi phiền não dục trần. Cái đặc điểm của các ngài là nhạy cảm sớm tỉnh thức và anh dũng khi cần thoát nó. Điều đó chúng ta có thể học được. Có ai thấy cảnh già bệnh chết mà chẳng buồn? Chỉ cần chúng ta triệt để ứng dụng cái nhạy cảm của mình để phát chí tu hành, khéo xoay chuyển cái khí khái của mình vào con đường quyết tử cầu đạo, dám hạ quyết tâm trên đường hành đạo,
chúng ta sẽ thu gặt được kết quả chắc chắn không nghi. Chúng ta là những mầm sen phơi mình trên bùn ngũ dục, thoát khỏi nó để vươn lên có khó gì. Chúng ta đâu có cung vàng điện ngọc, đâu có cung phi mỹ nữ, mọi dục lạc tìm cầu rất khó. Nếu thoát nó thì hết sức nhẹ nhàng, chỉ cần một cái nhảy nhẹ đã ra khỏi rồi. Thế mà chúng ta cứ chần chừ không ưng nhảy. Đây là yếu điểm muôn kiếp chịu trầm luân của chúng ta. Bước đầu học Phật. Phần 18. Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Hòa thượng Thích Thanh Từ giảng giải, người đọc Khải Toàn. Là con người, ai cũng sợ khổ cầu vui, song người mê chỉ biết sợ quả khổ cầu quả vui. Ngược lại, người tỉnh chỉ sợ nhân khổ tạo nhân vui. Hai bên có cái nhìn khác nhau, bên nào sẽ đạt được như sở nguyện? Dù ngây thơ thế mấy, người ta vẫn biết không tạo nhân lành mà cầu quả tốt là chuyện không đâu. Sợ quả khổ mà cứ tạo nhân ác là việc khó tránh. Nhân ác không gây, dù chẳng sợ quả khổ, nó vẫn không đến. Nhân lành cứ tạo, dù chẳng cầu quả vui, nó vẫn bò sang. Cho nên, người trí nhìn từ cái nhân mà chọn lựa, chọn nhân lành bỏ nhân ác. Cả đời mãi gây tạo nhân lành, loại trừ nhân ác. Người này bảo đảm gặt hái những kết quả đẹp đẽ an vui. Ai say xưa tạo nhân ác, chẳng bao giờ nghĩ tới nhân lành, chắc chắn sẽ thu lượm được muôn vàn đau khổ. Dù họ sợ sệt khẩn cầu quả ấy đừng đến. Cho nên, câu châm ngôn nhà Phật ít Phật tử nào không thuộc là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Nghĩa Bồ Tát và chúng sanh. Bồ Tát là người giác ngộ, thấy tận cái manh nha, cái đầu mối của sự khổ đau và an lạc. Muốn hết khổ được vui, không gì hơn ngay cái mầm đau khổ chúng ta đừng gieo. Cái mầm an vui phải tung vãi. Không gieo nhân khổ thì quả khổ làm gì có. Cứ tung vãi nhân vui thì quả vui không vời cũng đến. Đây là hành động của người giác ngộ. Chúng sanh là những kẻ mê, chỉ nhìn trên cái quả mà sợ mà cầu. Luôn luôn sợ khổ cầu vui, mà nhân đau khổ không tránh, nhân an vui không tạo. Một khi quả đau khổ đến thì cầu khẩn van xin, xong làm sao qua khỏi vì đã hình thành. Cầu mong mơ ước quả an vui, nhưng nhân không gây thì quả từ đâu mà đến? Đây là hình ảnh trái ngược của kẻ mê và người giác. Tuy nhiên, cái mê này ai cũng có thể bỏ, cái giác này ai cũng có thể làm. Chỉ là nhắm vào nhân là giác, ai không thể làm được việc đó. Thế nên, Bồ Tát là chuyện tất cả chúng ta có thể làm được và chúng sanh chúng ta cũng bỏ được. Bồ Tát sợ nhân. Bồ Tát là con người giác ngộ và hay làm giác ngộ người khác. Bởi giác ngộ nên thấy rõ cái gì là nhân đau khổ, liền sợ hãi tìm mọi cách để diệt trừ. Thấy tham lam và keo kiệt là nhân đau khổ, Bồ Tát bố thí để tiêu diệt nên nói bố thí độ sang tham. Thấy buông lung ngạo mạn là nhân phá hoại đức hạnh, Bồ Tát tu trì giới để khử dẹp nên nói trì giới độ phá giới. Thấy nóng giận là nhân gây nhiều tội lỗi,
Bồ Tát tu nhẫn nhục để dẹp, nên nói nhẫn nhục độ sân giận. Thấy lười biếng bê tha là nhân hư thân mất công đức, Bồ Tát tu tinh tấn để đánh đuổi, nên nói tinh tấn độ giải đãi. Thấy tâm tán loạn là nhân điên đảo tối tâm, Bồ Tát tu thiền định để thu nhiếp, nên nói thiền định độ tán loạn. Thấy ngu si là nhân trầm luân sanh tử, Bồ Tát tu trí tuệ để chiếu phá, nên nói trí tuệ độ ngu si. Sở dĩ Bồ Tát tu lục độ là để diệt trừ 6 cái nhân xấu xa tội lỗi mù tối nguy hiểm, dẫn con người đi mãi trong trầm luân đau khổ. Khi 6 cái nhân ấy bị tiêu diệt hoàn toàn là giác ngộ giải thoát. Giai đoạn tu lục độ là đang hành hạnh Bồ Tát, đến khi giác ngộ là Bồ Tát thật sự. Phần này là tu hạnh Bồ Tát nặng về tự giác. Chúng sanh sợ quả. Chúng sanh là những con người mê muội, một bề sợ khổ mà không biết nguyên nhân. Thấy cái gì khổ đau đến là kinh hoàng khiếp sợ, van xin cầu cứu, mà không biết cái khổ ấy xuất phát từ nguyên nhân nào. Khi cái khổ qua rồi thì bình thản như thường, không biết gì tu sửa. Những cái quả chúng sanh sợ nhất là sợ người khác giết hại mình mà tâm giết hại người không bỏ, còn ôm mưu đồ giết hại người thì quả người giết hại mình làm sao tránh khỏi. Sợ người khác lén lấy cướp giật tiền bạc của cải của mình mà tâm tham lam của người không chừa, đã tham lam của người thì người tham của mình là sự đương nhiên. Sợ người ta xâm phạm tiết hạnh vợ con mình mà mình vẫn dòm ngó thèm thuồng vợ con người, ôm lòng phá hoại sự trinh bạch của gia đình người thì người phá hoại hạnh phúc gia đình mình khó tránh khỏi. Sợ người ta dùng lời lường gạt vu cáo mình mà mình vẫn thích lường gạt vu cáo người, đã có cái nhân lường gạt vu cáo người thì quả người lường gạt vu cáo mình làm sao trốn được. Sợ say sưa như điên như dại bị người cười chê mà rượu không từ không kiêng, sẵn sàng uống rượu thì phải chấp nhận say sưa. Đây là những cái quả mà chúng sanh sợ hãi, song sợ quả mà không chánh nhân, thật là khờ khạo ngây thơ. Đó là nói lên tính mê muội của con người, được gọi là chúng sanh. Bồ Tát tạo nhân. Đến phần giác tha, Bồ Tát thấy bổn phận mình phải đem sự giác ngộ lại cho mọi người. Để đạt mục đích ấy, Bồ Tát phải tạo dựng cho mình đầy đủ những điều thiết yếu này. Một là Bồ Tát thông suốt Phật Pháp, nội minh. Vì mục đích dạy người tu theo đường lối giác ngộ mà không thông suốt giáo lý Phật thì không thể thực hiện được. Hai là Bồ Tát phải thông hết các môn tâm lý học, xã hội học, khoa học, ngoại minh. Có thông suốt các môn này thì sự giáo hóa không bị chướng ngại. Ba là Bồ Tát phải biết các môn y dược, y phương minh, trị cho người được lành bệnh, chỉ dạy đạo lý cho họ rất dễ dàng, vì họ có cảm tình sẵn sàng nghe mình dạy. 4. Là Bồ Tát phải học các nghề nghiệp thật hay thật khéo, công xảo minh. Cần giúp đỡ mọi người, chúng ta phải có tài giỏi nghề khéo, vừa chỉ dạy dân chúng, vừa gây dựng được nền kinh tế tốt đẹp cho đồng bào. Nhờ tài nghệ đặc biệt của mình, người ta mới đến cầu học, là cơ hội tốt để giáo hóa họ. 5. Là Bồ Tát phải giỏi ngoại ngữ, thanh minh. Muốn tiếp xúc với nhiều hạng, nhiều giống người, cần phải biết nhiều thứ tiếng. Biết tiếng họ, chúng ta mới dễ dàng thông cảm và giáo hóa họ. Tạo dựng cho mình đầy đủ 5 điều kiện này,
Bồ Tát mới làm tròn sự nghiệp giác tha. Chúng ta không thể ôm ấp lý tưởng suông rằng thệ nguyện giác tha. Khi đó, nơi mình không có một chút khả năng, một ít phương tiện, thì sự giác tha trở thành vô nghĩa. Trước tiên, chúng ta phải tạo dựng cho mình đầy đủ điều kiện thiết yếu, ngũ minh. Sau đó, mang hành lý lên vai tiến trên đường giác tha, chúng ta mới làm tròn nhiệm vụ. Tạo dựng cho mình đủ 5 điều kiện trên rồi, Bồ Tát còn phải ứng dụng 4 việc thì sự giáo hóa mới dễ thành tựu. 1. Là Bồ Tát phải sẵn sàng giúp đỡ tiền bạc của cải hoặc sức lực của mình khi người cần. Nhờ sự giúp đỡ người ta dễ có cảm tình, nhiếp hóa họ mới được. Bố thí nhiếp. 2. Là Bồ Tát phải nói lời hòa nhã dịu dàng dễ mến. Dù chúng ta có giúp ai bao nhiêu mà thốt ra những lời thô bạo, họ đều bực bội chán ghét. Khéo dùng lời hiền hòa nhu nhuyến nhiếp hóa người. Ái ngữ nhiếp là dễ thành công. 3. Là Bồ Tát phải song pha làm những điều gì để đem lợi ích thiết thực cho người. Chúng ta không phải chỉ nói suông mà phải làm thật sự. Ai cần điều gì có thể làm được, chúng ta phải nỗ lực làm giúp để đem đến kết quả lợi ích cho họ. Nhờ bàn tay của mình giúp họ thành công một việc, sau đó mình đem chánh pháp giáo hóa họ, họ dễ dàng thu nhận lợi hành nhiếp. 4. Là Bồ Tát phải lăn xả vào trong mọi ngành nghề để cùng làm cùng sống với họ. Dễ thông cảm nhau nhất là bạn đồng nghiệp. Đồng trong một cảnh ngọ, có bàn luận điều gì thật dễ cảm thông. Chính chỗ chung nghề nghiệp, chúng ta đem chánh pháp giáo hóa họ được sự chấp nhận không có gì khó khăn. Đồng sự nhiếp. 4 điều này là phương tiện không thể thiếu của Bồ Tát trên đường giác tha. Chúng sanh cầu quả. Chúng sanh không ưa tạo nhân tốt mà mong cầu quả tốt. Quả tốt làm gì đến được, bởi không có nhân. Tuy thế mà họ vẫn ước mơ trong đời quả tốt. Như người ta cứ mong cho mình có được sống lâu mạnh khỏe mà không chịu cứu người giúp vật. Sanh mạng của người không được tôn trọng mà muốn mọi người tôn trọng sanh mạng mình là điều không thể được. Hoặc cầu mong mình giàu có, ai nấy đều ủng hộ mình, mà không chịu làm việc bố thí giúp đỡ người lúc khốn cùng. Lại có người cầu cho gia đình mình hòa vui hạnh phúc, vợ con đều trinh bạch, mà không chịu sống hạnh trinh bạch với mọi người. Cũng có người cầu xin đừng ai lừa gạt mình, mà không chịu nói lời chân thật. Quả là muốn đi bên Tây mà hướng mặt về bên Đông. Có người cầu nguyện gia đình mình sum họp thuận hòa mà không dùng lời khuyên can cho mọi người cùng hòa hợp. Có người cầu mong đừng ai dùng lời hung ác nói với mình mà mình không chịu dùng lời hiền hòa nói với người. Có những người muốn ai cũng trình bày lẽ thật với mình mà mình không trình bày lẽ thật với người khác. Có những người cầu mong đừng ai tham lam với những cái có của mình mà mình không chịu bỏ lòng tham với những cái có của người. Có những người cầu xin đừng ai giận hờn mình mà mình chưa chịu hỷ xả cho người. Có những người cầu cho mình có trí tuệ sáng suốt mà những cố chấp tà kiến không chịu bỏ. Bao nhiêu thứ cầu mong này không bao giờ người ta được toại nguyện chỉ vì mong quả mà không chịu tạo nhân. Đây là sự cầu mong suông của những con người mê muội. Sự sai biệt giữa Bồ Tát và chúng sanh. Nhìn trên cái sợ, giữa Bồ Tát và chúng sanh đã quá khác biệt nhau. Bồ Tát biết là nhân đau khổ liền hoảng sợ, tìm mọi cách để tiêu diệt chúng. Còn một chút mầm đau khổ, Bồ Tát vẫn không an. Bởi vậy,
Bồ Tát luôn luôn ứng dụng lục độ để khử dẹp mọi mầm nhân đau khổ. Nhân đau khổ đã diệt sạch, quả đau khổ do đâu đến được? Nên Bồ Tát không bao giờ quan tâm đến quả, không sợ quả mà quả cũng không đến. Ngược lại, chúng sanh nơm nớp sợ quả khổ, mà nhân đau khổ không ngăn ngừa, cho nên càng sợ chúng lại càng đến. Người ta khóc lóc than van khi gặp quả khổ, mà không chịu nhìn xem quả khổ ấy do ai gây nên. Kêu trời trách đất hận người, chỉ là việc vô ích, có khi quả khổ lại tăng thêm. Không trời Phật nào cố làm chúng ta khổ, do sự dại khờ ngu muội của chúng ta đã tạo thành những nhân đau khổ. Nhân đã có thì quả cố nhiên phải đến. Khóc than oán trách chỉ làm thêm đậm nét đau khổ mà thôi. Đến phần giác tha, Bồ Tát cố tạo cho mình đầy đủ khả năng. Nào ngũ minh, nào tứ nhiếp pháp, làm thuyền bè cứu vớt chúng sanh. Bồ Tát không mong ước viễn vông, mà phải cụ thể thực tế nhìn thẳng vào lẽ thật. Cho nên phải rèn luyện cho mình có thật tài, thật đức, mới nói đến sự giáo hóa mọi người. Bồ Tát không có thái độ ngây thơ như những người nói từ bi, nói thương chúng sanh, mà chỉ có ở đầu môi. Bồ Tát là con người hành động, mang trí tuệ và tài năng của mình đi vào cuộc đời, sống bên cạnh quần chúng, như pháp, lợi hành và đồng sự của tứ nhiếp pháp. Bồ Tát không phải những hình ảnh thờ ở chùa ngồi trên tòa sen hay cởi sư tử, mà là những người có kỹ năng khéo léo, mình mẩy lem luốc, đang loay hoay trong xí nghiệp, trong hãng xưởng, trong công ty, tự mình làm và chỉ dạy người làm. Đây là công xảo minh trong ngũ minh. Ngược lại, chúng sanh một bề mong cầu quả đẹp mà không tạo những nhân tốt. Quả đẹp làm sao có khi nhân tốt chúng ta chẳng gieo? Muốn gặt quả mà không gieo nhân, nếu được, quả ấy chỉ là quả gian lận, quả cướp giật bất chánh. Ví như có người thấy hàng xóm trồng cây trái chín oàn cây, mê quá lại hái ngang. Nếu chủ vườn thấy đánh gãy tay, nếu không thấy hái được cũng đem về, cũng là quả ăn cắp, cái quả xấu xa nhục nhã. Cầu quả mà không chịu gây nhân là kẻ mơ ước hão huyền, xa rời thực tế, là kẻ lười biếng, muốn ăn mà không chịu làm. Không gây nhân cầu quả là kẻ mê muội nên gọi là chúng sanh. Bồ Tát và chúng sanh nào có cách biệt bao nhiêu? Chỉ chịu đổi cái nhìn, nhìn thẳng vào nhân để thấy rõ nhân khổ thì tránh, nhân vui thì hành là Bồ Tát. Chỉ một bề sợ quả khổ, cầu quả vui mà không cần biết nguyên nhân là chúng sanh. Bồ Tát, chúng sanh trên con người không khác, chỉ khác cái nhìn nhân và nhìn quả mà thôi. Như hai người cùng đứng một địa điểm, một người xây mặt về đông, một người xây mặt về tây. Nếu người xây mặt về tây chịu quay lại nhìn về đông thì đâu có khác nhau. Như thế thì tất cả chúng sanh đều có khả năng làm Bồ Tát. Không phải việc Bồ Tát chỉ dành riêng cho Bồ Tát, còn chúng ta không có phần. Xuyên suốt bài này chúng ta thấy rõ Bồ Tát và chúng sanh cách nhau chừng kẻ tơ sợi tóc. Chúng sanh đổi cái sợ quả thành sợ nhân là chuyển thành Bồ Tát. Thật là mê giác chỉ khác nhau một cái nhìn. Bồ Tát ở đây rất gần gũi thân thiết với chúng sanh, có khi là ông thầy giảng kinh cho mọi người nghe. Đâu không phải Bồ Tát vì Ngài thông suốt nội minh. Có lúc là một ông bác sĩ hay một người đồng nghiệp và cả người thân trong gia đình cũng là Bồ Tát vì Ngài thực hành y phương minh. Một người thợ giỏi đang hướng dẫn chỉ dạy đàn em với nhiệt tình không vụ lợi, biết đâu chừng cũng là Bồ Tát vì Ngài thực hiện công xảo minh. Cho đến người bạn cùng nơi làm việc mà nói đạo lý chân thật chúng ta nghe,
ai ngờ là Bồ Tát, vì Ngài thực hành đồng sự nhiếp. Bồ Tát là những con người thân thiết với chúng ta, chỉ khác với chúng ta ở chỗ thấy rõ nhân ác để tránh, nhân thiện để tạo. Còn chúng ta chỉ một bề sợ quả khổ cầu quả vui mà không chịu thấy tường tận nguyên nhân của nó. Gần đây bên ngành y học cũng có câu ngừa bệnh hơn chữa bệnh, cũng na ná sợ nhân hơn sợ quả. Đạo Phật là đạo giác ngộ, thấy nguyên nhân rõ ràng là giác, giác là Bồ Tát. Chúng ta tu theo Phật là đi trên con đường giác, xét rõ nguyên nhân của mọi việc xảy ra để ngừa tránh là theo hạnh Bồ Tát. Mọi người chúng ta đều có khả năng thực hiện việc sợ nhân, thì chúng ta ai ai cũng là Bồ Tát được. Bước đầu học Phật, phần 19. Chấp là gốc đấu tranh, là nguồn đau khổ. Hòa thượng Thích Thanh Từ giảng giải, người đọc Khải Toàn. Mọi người chúng ta đều than cuộc sống là đau khổ. Người nghèo có cái khổ của người nghèo, người giàu có cái khổ của người giàu. Biết là mình khổ mà không biết cái khổ ấy xuất phát từ đâu, nguyên nhân gì. Khi khổ đến, người ta chỉ biết kêu Phật than trời trách người, cam chịu bất lực. Người học Phật không chấp nhận như vậy, mà phải phân tìm tận cội rễ, thử xem nó xuất phát từ đâu. Không một kết quả nào xảy ra mà không có nguyên nhân. Vậy khổ từ nguyên nhân nào tạo ra? Chính cố chấp là nguyên nhân đấu tranh và đau khổ. Hết cố chấp là hết đấu tranh, hết đau khổ. Chúng ta đọc đoạn kinh Phú Lâu Na sau này thì thấy rõ. Đại ý kinh Phú Lâu Na. Thế Tôn ở nước Xá Vệ, vương thái tử Kỳ Đà tịnh xá ông cấp cô độc tôn giả Phú Lâu Na đến xin Phật dạy pháp tu tóm gọn để vào rừng tinh tấn tu hành. Phật dạy: nếu mắt thấy sắc đuổi theo chấp chặt là đau khổ, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý duyên pháp đuổi theo chấp chặt là đau khổ, tức là xa niết bàn. Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, cho đến ý duyên pháp không đuổi theo, không chấp chặt là hết đau khổ, gần niết bàn. Phật hỏi Phú Lâu Na: sau khi hiểu rồi, ông đến chỗ nào tu? Phú Lâu Na bạch: con đến nước Du Na ở phương Tây tu. Phật bảo: dân xứ ấy hung hăng bạo ngược, họ sẽ mắng nhiếc nhục mà ông nghĩ sao? Phật lại bảo: chúng lấy đá ném ông sẽ nghĩ sao? Phú Lâu Na thưa: con nghĩ chúng còn hiền thiện, chưa dùng cây gậy đánh đập con. Phật bảo: chúng dùng cây gậy đánh đập ông sẽ nghĩ sao? Phú Lâu Na thưa: con nghĩ chúng còn hiền thiện, chưa lấy dao đâm chém con. Phật bảo: chúng lấy dao đâm chém ông sẽ nghĩ sao? Phú Lâu Na thưa: con nghĩ chúng thật hiền thiện, chưa giết con chết. Phật lại bảo: chúng giết ông chết, ông sẽ nghĩ sao? Phú Lâu Na thưa: con nghĩ chúng thật hiền thiện, đã giúp con giải thoát thân ô uế khổ đau này. Phật bảo: ông nên đến đó độ những người chưa được độ. Phú Lâu Na đến xứ ấy an cư 3 tháng, chứng được tam minh và độ được 500 cư sĩ nam, 500 cư sĩ nữ. Giải rộng pháp tu.
mắt thấy sắc đuổi theo chấp chặt là đau khổ. Tại sao? Vì con mắt chúng ta nhìn sự vật có cái thấy đồng nhất, do còn thói quen huân tập lâu đời của mỗi người cộng thêm vào đó, nên thấy có sai biệt. Thấy sai biệt mà mỗi người đều cho mình thấy đúng sự thật, thì sự cãi vã không thể tránh khỏi. Có cãi vã là có buồn khổ, nên chấp chặt là đau khổ. Ví như năm cô đi chợ cùng vào hàng vải, có một loại vải mà nhuộm đủ năm màu. Năm cô nhìn qua, mỗi cô thích mỗi màu khác nhau. Cô thích màu xanh, cho màu xanh là đẹp. Cô thích màu hồng, cho màu hồng là đẹp. Nếu mỗi cô đều khẳng định màu mình thích là đẹp nhất, các màu khác không thể sánh được, sẽ có trận cãi vã nổi lên chăng? Hẳn không tránh khỏi. Cãi vã là nhân giận hờn thù địch, đưa đến kết quả khổ đau. Ai có thể đứng ra phân giải màu nào đẹp hơn màu nào? Chân lý sẽ đi về đâu? Chúng ta khéo biết mỗi người có cái thấy khác nhau, chỉ có cái đẹp riêng của mỗi người, không có cái đẹp chung cho tất cả. Thông cảm nhau, đừng cãi vã vô ích. Đây là biết sống không gây đau khổ. Nếu thấy sắc liền đuổi theo là nhiễm ái. Nếu nhiễm ái là có bảo thủ. Ái, thủ là nhân sanh tử đau khổ ở đời vị lai. Chính ái thủ cũng là nhân đấu tranh ngay trong hiện tại. Ta thấy sắc đẹp ấy ta thích, người khác thấy đẹp cũng thích. Nếu ta được thì người mất, ai cũng muốn được thì phải đấu tranh. Có đấu tranh là có đau khổ, bởi đấu tranh nên phiền não. Đây là nhân xa niết bàn. Tai nghe tiếng đuổi theo là chấp chặt là đau khổ. Tại sao? Tai chúng ta nghe tiếng cũng không đồng nhau, bởi mỗi người do huân tập sai biệt cao thấp nên có nhận định khác nhau. Ví như cùng nghe một bài pháp mà có kẻ khen hay có người chê dở, hoặc người khen đoạn này kẻ khen đoạn khác. Như cùng nghe một bản nhạc, người tài tử chuyên nghiệp chê nhạc không hay, người mới bập bẹ vài đốt nhạc khen bản nhạc rất hay. Cái nghe của chúng ta còn tùy thuộc chỗ huân tập mà đánh giá khác nhau. Nếu bảo cái nghe của ta là chân lý, cái nghe của người khác cũng nhận là chân lý. Hai chân lý mà sai biệt nhất định phải tranh cãi. Đã tranh cãi thì đi đến khổ đau, nên nói chấp chặt là đau khổ. Thế mà người đời nói, cái gì tai nghe mắt thấy mới là sự thật? Tai nghe tiếng mà chạy theo tiếng cũng là đau khổ, vì tiếng có hay có dở, có tốt có xấu, có khen có chê. Nếu nghe khen ta mừng, nghe chê ta giận, nghe hay ta thích, nghe dở ta bực. Đây là gốc của phiền não, là nhân đau khổ, cũng là xa niết bàn. Mũi ngửi mùi đuổi theo chấp chặt là đau khổ. Tại sao? Mũi chúng ta cùng ngửi một thứ mùi, mà kẻ khen thơm người chơi hôi, tùy thuộc sự huân tập khác nhau. Ví như một trái sầu riêng, người quen ăn nói là thơm, người chưa từng ăn nói là hôi. Hai người đồng ngửi một mùi sầu riêng mà hai người nhận định trái nhau. Như vậy, thơm là chân lý, hôi là chân lý. Nếu ai cũng cho mình là chân lý thì khó tránh khỏi một trận cãi vã. Lại nữa, như mùi nước mắm biển, người quen ăn khen thơm, người không quen ăn chơi hôi. Làm sao đánh giá sự thật của nó? Chúng ta quen thói, mình nói thơm bị người khác chơi hôi là nổi giận. Nhân đấu tranh từ đây phát khởi, quả đau khổ nhân đó mà thành. Nếu chúng ta phóng tâm chạy theo mùi thơm, dễ bị chúng phỉnh gạt, đi đến chỗ sa đọa. Đây cũng là tâm ái nhiễm, sanh ra bảo thủ, tạo thành nhân sanh tử đau khổ ở đời sau.
lưỡi nếm vị đuổi theo chấp chặt là đau khổ. Tại sao? Lưỡi chúng ta nếm vị cũng không nhất định giống nhau, tùy thuộc chỗ huân tập riêng của mỗi người. Chính chúng ta cũng thừa nhận mỗi người có khẩu vị khác nhau. Nếu mỗi người chấp chặt khẩu vị của mình là đúng, thì sự tranh cãi không có ngày dừng. Ví như người quen ăn mặn, khi nấu canh nếm thử rất vừa ăn. Múc bưng lên bàn gặp người quen ăn nhạt, nếm thử liền chê mặn. Cả hai đều nếm vị canh, một bên bảo vừa ăn, một bên chê mặn. Chân lý về bên nào? Nếu mời người thứ ba nếm thử, người nào quen ăn mặn thì đồng ý với người ăn mặn, người quen ăn lạc thì đồng ý với người ăn lạc. Nếu chấp theo cái lưỡi của mình thì sự cãi vã không tránh khỏi. Có những thức ăn người chồng thích, người vợ không thích, người cha ưa, người con không ưa. Chúng ta khẳng định theo khẩu vị mình, bắt mọi người phải theo thì họ bực bội. Bực bội thì mầm đấu tranh dễ bùng nổ, chính đây là gốc khổ đau. Người chạy theo vị ngon đòi thỏa mãn cái lưỡi, họ phải nhọc nhằn không có ngày cùng. Anh thợ mộc mỗi ngày làm được vài trăm ngàn, hai bữa ăn đòi phải ngon, chắc anh không còn đồng dư nào để giải quyết những nhu cầu khác, và anh sẽ không có ngày nào được nghỉ. Thích ăn ngon là ái nhiễm vị, có ái nhiễm thì có bảo thủ. Ái thủ là nhân sanh tử đau khổ ở đời sau, là xa niết bàn. Thân xúc chạm đuổi theo chấp chặt là đau khổ. Tại sao? Thân xúc chạm cảm giác không giống nhau, tùy cơ thể mỗi người. Ví dụ một người mập, một người gầy ở chung nhau một căn phòng, khí hậu khoảng 18 độ C, người mập cảm thấy mát, người gầy cảm thấy phát run. Người gầy ốm lại đóng kín cửa sổ, người mập bực bội mở toát ra. Thế là sự ẩu đả phải đến. Bởi chấp chặt vào cảm giác riêng mình nên dễ nổ ra sự chống đối. Ở chung mà chống đối nhau là phiền não, là khổ đau. Hơn nữa, đuổi theo xúc dục là nhân tan nát gia đình, là mầm trầm luân khổ hải. Ý duyên pháp trần đuổi theo chấp chặt là đau khổ. Tại sao? Pháp trần là bóng dáng ngoại cảnh do huân tập in sâu vào ý căn, tức là não bộ, mà thành. Ý con người y cứ những bóng dáng sẵn có, nhận định mọi sự việc xảy ra giống như người mang một thứ kiến màu nhìn cảnh vật. Bởi sự huân tập từ mỗi gia đình, hoàn cảnh xã hội khác nhau, nên sự nhận định mỗi người cũng khác nhau. Như mỗi người mang kính khác màu, chấp chặt nhận định riêng tư của mình, bắt mọi người phải nhìn giống như vậy là không thể được. Cho nên sự đấu tranh cãi vã thường xảy ra vì chỗ không đồng ý nhau. Vợ chồng cãi vã đến ly dị vì không đồng ý. Anh em chống đối nhau đến tình cốt nhục phải phân ly cũng vì không đồng ý nhau. Cha có thể từ con cũng vì con không giống ý mình. Vợ chồng làm sao đồng ý nhau được? Vì vợ quen nếp nội trợ, giao thiệp với phái nữ, còn chồng hoạt động bên ngoài, phần lớn tiếp xúc phái nam. Sự huân tập hai bên quá khác nhau, làm gì có nhận định giống nhau như một được. Thế mà đòi mọi việc phải đồng ý với nhau, có chỗ bất đồng liền sanh sự, quả là điều không hợp lý. Cha và con lại khó đồng ý với nhau, vì cha được học hỏi huân tập hoàn cảnh khác, con học hỏi huân tập ở một hoàn cảnh khác. Nếu con giống hệt cha là con đã lạc hậu, vì sống lùi lại 2-3 thập kỷ. Hiểu như vậy, chúng ta muốn được cuộc sống vui hòa, cần phải thông cảm nhau và xả cái chấp riêng biệt của mình mới đem lại đời sống an lành hạnh phúc. Nếu ý đuổi theo pháp trần là loạn động điên đảo, là phiền lụy khổ đau. Muốn tâm an định,
ý dừng lại không chạy theo pháp trần, lúc ấy là hết khổ, gần niết bàn. Trên đây là nói rộng pháp tu ngài Phú Lâu Na nhận một cách đơn giản nơi Đức Phật. Ứng dụng pháp tu này chỉ trong vòng 3 tháng, ngài chứng được tam minh và độ được hàng ngàn cư sĩ. Lý do nào ngài tu chứng nhanh chóng? Khéo ứng dụng pháp tu. Do ngài khéo ứng dụng pháp tu đúng như thật nên kết quả nhanh. Sáu căn là nguồn tội lỗi, cũng chính sáu căn là gốc giải thoát. Cho nên mê lầm sáu căn là lục tặc, tức là sáu đứa giặc. Tỉnh giác sáu căn là lục thông, tức là sáu pháp thần thông. Chúng ta tu mà không nắm được cội rễ này, cứ xoay quanh hình thức bên ngoài, nên tu cả đời mà ít thấy tiến bộ. Vì tu mà vẫn thấy thị phi, vẫn tranh hơn thiệt, thì làm sao hết phiền não, nên càng tu càng xa niết bàn. Tâm can đảm không sợ hiểm nguy. Sau khi Phật hỏi ông định đến đâu yên tu, ngài thưa đến phương Tây nước Du Na. Phật liền cảnh báo dân xứ ấy hung hăng bạo ngược. Ngài vẫn không chút nao núng và bạch một cách thoải mái với Phật. Phật thấy ý chí vững chãi và tâm hiền hòa bao dung của ngài nên đồng ý cho đi. Chính Phật cũng thấy trước là ngài sẽ thành công, nên bảo ông đến đó độ những người chưa được độ. Nếu chỉ riêng ý chí kiên cường, xem thường họa hoạn cũng chưa đủ cho ngài sớm đắc đạo. Còn nhờ tâm đại hỷ xả, dù gặp cảnh nào vẫn thấy người ta còn tốt. Mặc người đối xử thế nào, ngài vẫn không ôm một chút oán hờn thù giận. Ngược lại, chúng ta thì sao? Gan dạ song pha vào chốn hiểm nguy đã không có. Ai chạm đến bản ngã thì hận thù không thể tha. Vậy chừng nào chúng ta mới đắc đạo? Kinh Phạm Võng cũng đồng ý trên. Trong Kinh Phạm Võng, mỗi khi kết thúc kiến chấp của ngoại đạo, Đức Phật đều nói: chỉ Như Lai biết rõ chỗ lầm chấp đó và biết nhiều hơn nữa họ đã tin như thế nào, chấp như thế nào, có báo ứng như thế nào. Nhưng Như Lai không hề để ý chấp trước nên được giải thoát tịch diệt. Như Lai biết rõ sự sanh khởi và tận diệt của thọ, biết sự ái nhiễm và tội lỗi của thọ, biết sự thoát ly các thọ và đem trí tuệ quán sát bình đẳng và được giải thoát hoàn toàn. Qua đoạn kinh trên, chúng ta thấy Phật biết tất cả chỗ chấp của ngoại đạo và biết nhiều hơn. Song Phật không chấp trước nên được giải thoát tịch diệt. Đây là Phật đánh giá đầy đủ, biết chấp là triền phược trầm luân, biết tất cả mà không chấp là giải thoát tịch diệt. Đến đoạn sau, Phật biết rõ sự sanh khởi và diệt tận của thọ, cho đến biết sự thoát ly của các thọ. Chữ thọ ở đây là sáu căn tiếp xúc sáu trần, là xúc có cảm thọ là thọ, ái nhiễm là ái, tội lỗi là thủ, tạo thành đau khổ đời này và nhân sanh tử đời sau. Do Phật dùng trí tuệ quán sát bình đẳng của các thọ, dù thọ lạc, thọ khổ, bản chất nó là duyên hợp hư dối, vô thường không lâu bền nên không ái nhiễm mà giải thoát. Lại một đoạn khác, Phật nói: các đạo sĩ và bà la môn, sở dĩ chủ trương thế gian thường trú cho đến chủ trương chúng sanh hiện tại niết bàn, cũng bởi họ dựa vào sự xúc đối phân biệt của sáu giác quan. Nếu không xúc đối thời, cũng không thể có các chủ trương. Nếu vị tỳ kheo nào đối với sáu xúc, đối với sáu giác quan biết được một cách đúng đắn như thật về sự phát khởi, sự diệt tận, sự ái nhiễm, sự tội lỗi và sự thoát ly nó, thì sẽ vượt ra ngoài vòng các kiến chấp sai lầm trên. Ngoại đạo do sáu căn tiếp xúc sáu trần, cảm thọ thế nào chấp cứng thế ấy, cho cái ta nhận được là chân lý,
khác với cái nhận của ta đều sai lầm. Bởi chấp như vậy, nên kẻ này cãi vã kẻ kia, nhóm này chống đối nhóm khác. Sự cãi vã chống đối ấy rốt cuộc không đi đến đâu, chỉ ôm ấp phiền não thù hận. Vì cái cảm nhận của họ là cục bộ, là phiến diện, làm sao giải quyết thỏa mãn được cái toàn diện? Chỉ có những người qua sự xúc đối, có cảm nhận, biết rõ bản thân nó do duyên hợp sanh khởi, rồi vô thường hoại diệt, ái nhiễm nó sẽ tạo nghiệp đau khổ, gỡ bỏ nó sẽ thoát ly ngoài vòng kiến chấp, được giải thoát niết bàn. Cũng kinh Trường A Hàm, Phật có một thí dụ mù rờ voi. Câu chuyện thế này: một hôm, nhà vua ngự tại triều muốn thử nghiệm những người mù. Vua sai các quan tìm số người mù dẫn đến sơn triều và dẫn đến một con voi. Sau khi chuẩn bị xong, nhà vua và quan viên trước sơn triều dự một cuộc thử nghiệm. Vua bảo một vị quan sắp đặt những người mù đứng hai hàng, khoảng giữa là chỗ con voi đứng. Xong xuôi, vị quan bảo những người mù rằng: trước các người là một con voi, hãy tiến đến rờ xem. Rờ rồi diễn tả hình ảnh con voi cho nhà vua và bá quan nghe. Ai diễn tả đúng được hậu thưởng. Sau khi ào vào rờ voi, người chụp được cái chân con voi, nói nó giống như cây cột. Người rờ nhầm cái bụng nó, nói nó giống như cái trống. Người chụp được cái đuôi, nói con voi giống cây chổi chà. Mỗi người trình bày con voi mỗi cách. Chính vì mình sờ tới nắm được nên khẳng định con voi như thế. Người khác cũng sờ tới nắm được cũng khẳng định chỗ biết của mình. Vì mỗi người đều chấp chặt vào xúc chạm riêng nên không ai chịu nghe ai, nổ ra một cuộc tranh cãi ồn ào. Những người mù yêu cầu nhà vua và bá quan phân giải xem ai đúng. Trường hợp này, vua và quan là người mắt sáng thấy rõ con voi sẽ đáp thế nào? Chỉ có cách nói rằng các anh đều đúng và cả không đúng. Những người mù có thỏa mãn chăng? Hẳn họ lên án những vị này là ba phải. Bởi vì sự việc hoặc đúng hoặc sai, không thể vừa phải vừa sai được. Song nhà vua và quan võ thấy toàn bộ con voi, làm sao chấp nhận một bộ phận con voi là toàn thể được? Cũng không thể phủ nhận một bộ phận con voi không dính dáng gì đến con voi. Những người mù ví dụ theo xúc cảm của mình, rồi chấp chặt vào đó, rồi tranh cãi. Nhà vua và bá quan thí dụ Đức Phật và các vị Bồ Tát đã giác ngộ thấy chân lý viên mãn nên không chấp, cũng không hùa về một phe nhóm nào. Bởi vậy nên Đức Phật gọi là nhất thiết trí và nhất thiết chủng trí, tức là trí biết tất cả và trí biết tất cả loại. Cho nên Đức Phật nói: Như Lai biết tất cả mà không chấp trước, được giải thoát tịch diệt. Ngược lại, chúng ta sống trong mù tối quen rồi, chụp được điều gì hay liền cho mình là cứu kính, tuyên bố cho mọi người biết. Nếu có ai thấy khác chúng ta, liền bảo họ nói bậy là nói sai lầm. Do đó mà sự tranh cãi ngày càng tăng, khổ đau ngày càng nhiều. Nếu chúng ta biết cái thấy của mình chỉ là một góc một cạnh của chân lý, nếu có ai thấy khác cũng là một góc một cạnh chân lý khác, chúng ta và họ đều một phần đúng, bổ túc cho nhau là hay, chống đối nhau là dở. Thế gian này, mọi người đều có cái nhìn như vậy thì sống an lạc vô biên. Trong Kinh Phật, nói về tôn trọng chân lý và bảo vệ chân lý rằng: nếu ai nói vấn đề này, tôi thấy như thế là đúng, đây là cái thấy của tôi. Người này biết tôn trọng chân lý. Ngược lại, nếu ai nói vấn đề này tôi thấy như thế là đúng, người nào thấy như tôi là phải, thấy khác tôi là sai là bậy. Người này không biết tôn trọng chân lý và bảo vệ chân lý.
Hầu hết chúng ta đều đứng về hàng ngũ với người sau, người không biết tôn trọng chân lý. Vì thế, chúng ta bao giờ cũng thấy mình phải, mọi người đều sai. Đây là cái bệnh muôn đời của chúng ta. Kinh Kim Cang Bát Nhã, tinh thần cũng tương tự. Hai câu hỏi chủ yếu của toàn quyển Kinh Kim Cang do tôn giả Tu Bồ Đề hỏi Phật là: nếu có người thiện nam thiện nữ phát tâm cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, làm sao an trụ tâm, làm sao hàng phục tâm? Phật trả lời câu an trụ tâm rằng: nếu có người thiện nam thiện nữ phát tâm cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, chẳng nên giấy tâm trụ nơi sắc, chẳng nên giấy tâm trụ nơi thanh, hương, vị, xúc, pháp, nên không có chỗ trụ mà sanh tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quả là Phật dạy chúng ta tu cầu thành Phật. Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, đừng khởi tâm chấp trước sáu trần. Chính cái không chấp trước đó là Phật. Ở Kinh A Hàm, Phật nói: Như Lai biết tất cả mà không chấp trước. Ở Kinh này, Phật nói: Cái không chấp trước đó là Phật, bởi vì có giác ngộ viên mãn mới không chấp trước. Chính chỗ không chấp trước là tâm an trụ. Vì thế, Lục Tổ nghe Ngũ Tổ giảng tới câu này liền phát ngộ kêu lên: đâu ngờ tánh mình xưa nay thanh tịnh, đâu ngờ tánh mình đầy đủ tất cả, đâu ngờ tánh mình không sanh không diệt. Lục Tổ không chỉ thấy sáu căn không dính mắc sáu trần thành giải thoát tịch diệt, mà còn thấy khi sáu căn không dính mắc sáu trần, tánh thanh tịnh sẵn có của mình hiện rõ ràng. Tánh này đầy đủ tất cả, tánh này không sanh không diệt. Thế là Ngài nhảy vọt vào pháp thân, không còn giải thoát như nhị thừa. Đến đây chúng ta thấy rõ cả hệ A Hàm đến hệ Bát Nhã đều chỉ chỗ chủ yếu tu hành được giải thoát, được thành Phật, gốc từ không cho sáu căn chấp trước với sáu trần. Thành giải thoát hay thành trầm luân cũng chỉ là sáu căn không dính mắc sáu trần, hay sáu căn kẹt chặt sáu trần. Người học đạo giải thoát phải hiểu rõ điều này. Kinh Lăng Nghiêm cũng đồng tinh thần này. Trong Kinh Lăng Nghiêm, A Nan sau khi nghe Phật dạy nghĩa quyết định thứ hai, khi nghi vấn: xin nguyện đức đại từ thương xót kẻ chìm đắm, chính nơi thân tâm hiện nay, chỉ cho chúng tôi thế nào quốc, do đâu mà cởi, cũng khiến cho chúng sanh khổ não vị lai được khỏi luân hồi, không xa vào ba cõi. Khi bấy giờ, ông A Nan và cả đại chúng đều nghe các đức Như Lai mười phương, số như vi trần, tuy khác miệng nhưng đồng một lời, bảo A Nan rằng: hay thay cho A Nan, ông muốn biết cái câu xin vô minh là cái đầu gốc khiến ông phải luân hồi sanh tử, thì nó chính là sáu căn của ông, chớ không phải vật gì khác. Ông lại muốn biết tính vô thượng bồ đề khiến ông chống chứng đạo quả an vui, giải thoát, vắng lặng, dịu thường, thì cũng chính là sáu căn của ông, chớ không phải vật gì khác. Ở đây, không chỉ Đức Phật Thích Ca mà cả mười phương chư Phật đồng nói sáu căn là gốc luân hồi, sáu căn cũng là gốc giải thoát. Vô minh là cái mê chấp của sáu căn, nó lôi chúng ta vào vòng luân hồi sanh tử. Vô thượng bồ đề là cái tỉnh giác của sáu căn, nó đưa chúng ta đến chỗ an lạc giải thoát. Thấy được chỗ căn bản này, sự tu hành của chúng ta có nơi y cứ vững chắc, chúng ta không còn ngờ vực gì trên bước đường tầm đạo giải thoát. Ngài A Nan tuy nghe như vậy vẫn còn ngờ, cúi đầu bạch Phật: làm sao cái khiến cho tôi bị luân hồi, sống chết hay được an vui, dịu thường cũng đều là sáu căn, chớ không phải vật gì khác. Phật bảo A Nan: căn và trần đồng một nguồn,
cột và mỡ không phải hai. Cái thức phân biệt là luống dối như hoa đớm giữa hư không. A nan, nhân cái trần mà phát ra cái biết của căn, nhân cái căn mà có ra cái tưởng của trần. Tướng phần sở kiến và tướng phần ngăn kiến đều không có tự tánh, như những hình cây lao gác vào nhau. Vậy nên, nay ông chính nơi tri kiến, lập ra tướng tri kiến thì tức là gốc vô minh. Chính nơi tri kiến, không có tướng tri kiến, thì đó là vô lậu chân tịnh niết bàn. Làm sao trong cái ấy lại còn có vật gì khác? Đoạn này, Phật nói rõ căn trần thức đều hư dối không thật, như hoa đớm trong hư không, như bó lao dựng nương vào nhau mà không có chủ. Cái không thật, không có chủ, mà chấp thấy biết của sáu căn là thật, là gốc vô minh. Đã là vô minh thì trong luân hồi sanh tử. Nếu thấy biết mà không chấp tướng, thấy biết là vô lậu chân tịnh niết bàn. Bởi vì từ gốc không có thật, có sanh ra ngọn ngành hoa quả cũng đều không thật. Không thật chấp là thật tức vô minh. Không thật biết, không thật là giác ngộ. Vô minh thì luân hồi, giác ngộ thì giải thoát. Chỉ y cứ sáu căn, mê thì luân hồi, giác thì giải thoát, không còn pháp gì khác nữa. Chấp là si mê. Cuộc đời là một dòng trôi chảy linh động, không dừng ở một phút giây nào, không đứng mãi một vị trí nào. Thế mà chúng ta cố giữ nó còn mãi và nguyên vẹn với chúng ta. Quan niệm cố giữ là gốc từ si mê, bởi vì không thấy được lẽ thật. Như thân này là vô thường sanh già bệnh chết, mà chúng ta có chịu già, chịu bệnh, chịu chết đâu. Chúng ta muốn trẻ mãi, muốn khỏe luôn, muốn sống hoài, song muốn mà không được trở thành đau khổ. Cho nên nói già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Nếu chúng ta thấy rõ luật vô thường như thế, không mong muốn cố gìn giữ, thì khi già, bệnh, chết đến, có khổ chăng? Hòa chăng có khổ là khổ vì thân bại hoại thôi, chớ không có khổ do tâm cố giữ mà không được. Vì thế, người thấy rõ lẽ này không chấp trước là bớt khổ 50% rồi. Đến cái bệnh muôn đời của chúng ta là chấp cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm, cái suy nghĩ của mình lúc nào cũng là đúng. Ta một bề chấp cứng cái thấy cho đến cái suy nghĩ của mình là đúng, khác đi là sai. Người cũng một bề chấp cứng như vậy, mà hai cái thấy và suy nghĩ đều khác nhau, chắc chắn sẽ nổ ra một trận đấu khẩu. Đấu khẩu mà không giải quyết được, trận đấu võ ắt phải đến. Nhỏ thì chuyện rắc rối giữa cá nhân với cá nhân, lớn hơn giữa gia đình với gia đình, lớn hơn nữa giữa quốc gia với quốc gia. Ngồi đấu tranh đã châm lên thì lửa đau khổ sẽ lan khắp. Chính vì không suốt thấu lẽ thật nên sẽ sanh ra cái chấp chặt. Cái chấp chặt ấy là vốn từ si mê mà ra. Do đó, Đạo Phật chủ trương lấy ánh sáng giác ngộ, phá tan đêm tối si mê là cứu khổ chúng sanh. Cái cứu khổ này không có hình tướng, nên không thấy cụ thể. Song cái lợi ích sâu xa bền bỉ của nó không thể đánh giá đến được. Người đời chỉ thấy cái gì cụ thể cho là thiết thực, không thấy cái cụ thể cho là huyền hoặc. Như trong một gia đình, người nghèo khổ khốn khó, người chồng lao động vất vả, mỗi ngày được 5-3 ngàn đồng, anh mắc phải cái nghiền bệnh rượu. Chiều nào anh cũng phải ngồi quán, số tiền kiếm được của anh đã mất hết 2 phần trong quán. Vợ con anh chỉ còn một số quá nhỏ nên phải khốn khó. Chúng ta thấy thường, mỗi ngày đến giấc vài ít gạo,
thử hỏi chúng ta giúp đến bao giờ cái gia đình này hết khốn đốn? Chỉ cách duy nhất chúng ta phải khéo khuyên ông chồng ấy là bỏ rượu. Một khi ông thức tỉnh chịu bỏ rượu, gia đình ấy sẽ bớt khổ lâu dài. Lời khuyên để ông chịu bỏ rượu không có gì cụ thể mà kết quả không thể lường được. Chính vì cứu khổ chúng sanh, Đức Phật vạch trần cho chúng ta thấy cái mê chấp là đau khổ, là trầm luân. Một khi chúng ta thức tỉnh bỏ được mê chấp là an lạc vĩnh viễn. Tóm lại, trên đây đã trình bày đầy đủ cội gốc của đau khổ trầm luân và cội gốc của giải thoát niết bàn. Chủ động của hai lối đi xuống và đi lên là sáu căn. Mê muội y cứ vào sự thấy biết của sáu căn mà chấp chặt là đau khổ trầm luân. Sáng suốt thấy rõ sự thấy biết của sáu căn là giới hạn, là góc cạnh, không chấp trước là an lạc giải thoát. Con đường tu hành của chúng ta thật là đơn giản, chỉ ở sáu căn giác và mê mà được vui hay chịu khổ. Không tìm cái vui ở phương trời nào, cũng không chạy trốn khỏi cái khổ ở núi non gì. Chuyển hướng sáu căn, không chạy theo, không dính mắc sáu trần là thật sự giải thoát. Có vị tăng hỏi thiền sư, thế nào là giải thoát? Thiền sư trả lời, căn trần không dính nhau là giải thoát. Câu này vừa là đơn giản vừa là thực tế. Dính mắc là bị trói buộc, là mất tự do. Không dính mắc là tự do giải thoát. Thật không có gì lạ cả. Hơn nữa, căn trần là tướng duyên hợp không thật. Nếu thấy căn trần duyên hợp như huyễn hóa là phá được chấp ngã. Ngã là căn, chấp pháp là trần mới là hoàn toàn giải thoát. Bước đầu học Phật. Phần 20. Cốt lõi đạo Phật. Hòa thượng Thích Thanh Từ giảng giải, người đọc Khải Toàn. Chủ yếu của đạo Phật là chỉ dạy chúng sanh thoát mọi khổ đau. Song, lâu đài giải thoát phải xây dựng trên nền tảng giác ngộ. Trước phải giác ngộ, sau mới giải thoát. Như nói, biết đúng mới làm đúng. Giác ngộ giải thoát theo liền bên nhau, không thể tách rời được. Cầu giải thoát mà trước không giác ngộ là sự mong cầu viển vông thiếu thực tế. Như người mắc bệnh nghiền rượu muốn bỏ mà không ý thức tai hại do rượu gây ra, chạy cầu thầy bùa thầy pháp xin bùa phép uống để khỏi liền là xa vời không thực tế. Muốn bỏ nghiền rượu, chính người ấy phải nhận thức rõ ràng tai hại bệnh nghiền, đồng thời lập chí cương quyết bỏ rượu. Dù bị cơn nghiền hành hạ thế nào, liều chết hẳn không tái phạm. Có như thế, người ấy khả dĩ thành công việc bỏ rượu. Mọi khổ đau trong đời sống con người đều do hành động xấu xa của người chuốc lấy. Muốn giải thoát mọi đau khổ, con người phải giác ngộ. Cương quyết đập tan mọi nguyên nhân sanh ra đau khổ. Nhân đau khổ đã nát thì quả khổ đau đâu còn. Vì thế, giác ngộ giải thoát là cốt lõi đạo Phật. Giác ngộ đau khổ. Thuở còn làm thái tử, sau khi chứng kiến sự sanh già bệnh chết của con người, Ngài Tất Đạt Đa quyết tâm xuất gia tầm đạo. Sau khi đã đạt đạo, Ngài thấy rõ trong mọi đau khổ chỉ luân hồi sanh tử là cái khổ to lớn dai dẳng hơn cả. Cho nên, 49 năm, Ngài thuyết pháp cốt lõi chỉ ra con đường giải thoát sanh tử luân hồi cho chúng sanh. Đồng thời, Ngài cũng phương tiện vạch bài phương pháp giảm thiểu đau khổ cho những chúng sanh chưa đủ khả năng thoát khỏi luân hồi. Giác ngộ lý nghiệp dẫn. Chúng sanh si mê tạo nghiệp, sức nghiệp lôi kéo chúng sanh đi vào luân hồi sanh tử.
do nghiệp dẫn dắt chúng sanh mãi trèo lên tụt xuống trong sáu nẻo luân hồi. Có khi chúng ta vui cười ở cõi trời, có khi la hét ở cõi Atula, có lúc nửa cười nửa mếu ở cõi người, lại có khi kêu la thảm thiết ở cõi địa ngục, có lúc thất thiểu đói khát ở cõi ngạ quỷ, ngu si theo bản năng ở cõi súc sanh. Đang lúc bị nghiệp dẫn, chúng ta cũng có gặp những cảnh vui, song cái vui ấy chỉ là trá hình của đau khổ. Vì là cái vui mỏng manh tạm bợ, rốt cuộc đều tan biến theo thời gian. Nghiệp là hành động tạo tác của con người, hoặc nói khác, nghiệp là động lực thúc đẩy lôi kéo chúng sanh nơi thọ quả. Cụ thể hơn, nghiệp là sức bảo tồn mạng sống hiện tại của con người. Do hành động tạo tác nhiều lần, thành thói quen, có sức mạnh lôi cuốn con người đi theo thói quen là nghiệp. Ban đầu, ta làm chủ tạo nghiệp. Nghiệp thành, làm chủ chi phối lại chúng ta. Như người khi mới tập uống rượu và sau khi đã nghiền rượu, nghiệp dẫn dắt chúng sanh lang thang trong sáu nẻo luân hồi đều do cái sở tập của mình mà nên. Sự sống là động, ngừng mọi hoạt động trong thân là chết. Như mũi tên rời cây cung, bay khỏi không trung do sức đẩy mãn thì mũi tên phải rơi. Sự sống trong thân chúng ta đều do sức nghiệp, nhờ gió nghiệp thu hút tứ đại bên ngoài vào thân, cũng do gió nghiệp tống tứ đại phế thải trong thân ra ngoài. Gió nghiệp dừng thì thân này phải hoại. Có bài tụng: đem vào nhờ gió nghiệp, tống ra cũng gió đưa, sự hô hấp tuần hoàn tất cả đều do gió. Một phen gió nghiệp dừng, thân này như khúc gỗ. Thế nên, sự tồn tại thân hiện nay và sự nối tiếp thân mai sau đều do nghiệp. Còn nghiệp là còn sự sống và tiếp nối sự sống. Nghiệp chủ động trong vòng sanh tử của chúng sanh. Nghiệp có nhiều thứ, nói đơn giản chỉ có hai thứ thuộc ba lớp khác nhau: thiện nghiệp, ác thiện nghiệp, tích lũy nghiệp, cận tử nghiệp, định nghiệp và bất định nghiệp. Những hành động thiện lành tạo thành thói quen là nghiệp thiện, sẽ dẫn dắt chúng sanh trong các cõi lành. Những hành động dữ tạo thành thói quen ác là nghiệp ác, sẽ lôi cuốn vào các cõi dữ. Trong lục đạo luân hồi, tùy nghiệp lành cao thấp sẽ sanh ra trong ba đường: cõi người, Atula, cõi trời. Nghiệp dữ tùy nặng nhẹ sẽ sanh trong ba đường dữ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vì thế, lành dữ đều do nghiệp. Nghiệp lại chính là hành động hàng ngày của chúng ta. Muốn tương lai vui hay khổ đều do ta quyết định. Chính chúng ta là người làm chủ vận mạng của chúng ta, không ai khác có thể đem vui khổ lại cho chúng ta, kể cả Đức Phật. Chúng ta là người định đoạt số phận của mình ngay trong hiện tại và vị lai. Hằng ngày, chúng ta gây tạo nghiệp lành hay dữ, tích lũy thành sức mạnh, dẫn dắt chúng ta đến chỗ tương ứng thọ sanh, gọi là tích lũy nghiệp. Thuở Phật tại thế, Thích Ma Ha Nam đến bạch Phật: hằng ngày con giữ năm giới tu thập thiện, nếu đi đường gặp cọp dữ, voi dữ hại, khi ấy con chết sẽ sanh về đâu? Đức Phật đáp: như cây to đang nghiêng hẳn về một chiều, bị người cưa sẽ ngã về đâu? Đây là hiệu năng của tích lũy nghiệp. Chúng ta sắp chết mà thiện nghiệp ác chưa nghiêng hẳn bên nào, khi ấy tâm niệm thiện giấy mạnh hoặc tâm niệm ác giấy mạnh liền theo đó thọ sanh là cận tử nghiệp. Người ta thường quan trọng giờ phút lâm chung là vì thế. Trợ niệm bằng cách nhắc lại giáo pháp mà người sắp chết đã nghe, cho họ tỉnh giác, hoặc tụng kinh niệm Phật theo sở thích hàng ngày của họ, khiến thêm sức mạnh để họ đi theo con đường đã chọn.
thân, miệng, ý, cộng tác tạo nghiệp lành hay nghiệp dữ, kết quả tất yếu thọ báo lành hay dữ là định nghiệp. Thân, miệng riêng lẻ tạo nghiệp lành hay dữ, kết quả thay đổi được là bất định nghiệp. Ví như có người cố ý thù ghét, miệng chửi, tay đánh một đối phương. Sau đó họ ăn năn đến xin lỗi. Đối phương dù có tâm lượng rộng rãi đến đâu, thử hỏi có tha thứ dễ dàng chăng? Ngược lại, có người vô tình hoặc lầm lẫn, chửi hay đánh kẻ khác, sau đó biết lỗi đến xin lỗi, chắc chắn nạn nhân kia tha thứ chẳng khó. Giác ngộ tu thiện nghiệp. Biết thân miệng ý là chỗ xuất phát nghiệp. Người phát tâm quy y Tam Bảo, trước tiên phải giữ năm giới. Trong năm giới không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm là ba điều kiện ở thân. Không nói dối, không uống rượu là hai điều kiện ở miệng. Chỉ tu năm điều thiện này là đủ cung cách một người tốt trong xã hội hiện tại và sẽ làm người tốt ở vị lai. Giữ trọn năm giới là đóng cửa ba đường ác, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, không bao giờ bước chân đến ba chỗ này. Thế nên Phật chế ra năm giới là phương tiện giảm thiểu đau khổ cho con người trong hiện tại và vị lai. Nếu giữ trọn 10 điều thiện sẽ được sanh lên cõi trời, là con đường lành cao nhất trong 6 đường. Giữ 10 điều thiện là tu đủ 3 nghiệp: nơi thân không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm; nơi miệng không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói hung dữ, không nói thêu dệt; nơi ý là bớt tham lam, bớt sân, không tà kiến. Tà kiến là nhận định lệch lạc không đúng lẽ thật, gốc từ si mê mà ra. Phật dạy, thấy đúng nhân quả là chánh kiến, thấy sai nhân quả là tà kiến. Ba nghiệp biết tu thiện là tạo nguồn an lạc hiện tại và mai sau. Ngược lại, ba nghiệp tạo đầy đủ 10 điều ác là nhân của địa ngục. Địa ngục là đường khổ nhất trong 6 đường luân hồi. Đâu đợi xuống địa ngục mới khổ. Ngay trong cuộc sống hiện tại này, nếu người làm đủ 10 điều ác, sẽ thấy một đời hoàn toàn đau khổ. Chúng ta hãy thử nhìn người ưa sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, nói hai lưỡi, nói thêu dệt, tham lam, sân giận, tà kiến. Có lúc nào họ được an ổn đâu? Dù họ ở địa vị thế nào trong xã hội, bản thân và tâm hồn họ vẫn đen tối và đau khổ dài dài. Phật dạy, người Phật tử tu thập thiện, cốt để đầy đủ phước đức, đời sau sanh ra được thỏa mãn mọi nhu cầu trong cõi dục giới này. Song, đây chưa phải là lối tu giải thoát. Đau khổ cứu kính, cần tiến lên những bậc trên nữa mới hoàn toàn giải thoát đau khổ. Tuy nhiên, trên đường tu, trước giữ năm giới, kế đến là tu 10 điều thiện, là căn bản, là hai nấc thang đầu tiên trên cây thang giải thoát. Thiếu nó, người tu sẽ chới với không thể tiến lên được. Giác ngộ dứt nghiệp. Sanh tử gốc do nghiệp dẫn, muốn hết sanh tử phải hết nghiệp. Nghiệp phát xuất từ thân miệng ý, song chủ động là ý. Ý có nghĩ lành dữ, thân miệng mới tạo nghiệp lành dữ. Ý lặng rồi thì thân miệng đâu còn cơ sở tạo nghiệp. Như chiếc xe lăn bánh chạy trên đường, gốc từ trái xăng máy nổ, muốn xe dừng phải hãm xăng tắt máy. Cái chủ động đã dừng, các bộ phận bị động cũng dừng. Người tu quyết giải thoát luân hồi, quyết giải thoát sanh tử, phải chận đứng ý nghiệp. Khi nào ý nghiệp vắng bặt rồi, chắc chắn mình sẽ thoát ly sanh tử. Phương tiện dừng ý nghiệp, Phật dạy có nhiều lối, gọi là những pháp môn tu: pháp môn tu thiền, pháp môn tu tịnh độ. Mỗi pháp môn đều nhằm đập chết con khỉ ý thức. Tu thiền phải được định, niệm Phật phải nhất tâm. Đã định thì ý thức đâu còn hoạt động, nhất tâm thì con khỉ ý đã chết liệm rồi.
Vì thế, tu thiền đến diệt tận định thì nhập Niết Bàn, tức là vô sanh. Niệm Phật đến nhất tâm bất loạn thì thấy Phật A-di-đà đến đón về cực lạc. Nhập Niết Bàn thì không còn trong vòng sanh tử, về cực lạc thì hết luân hồi trong lục đạo. Được về cực lạc vui tột hay nhập Niết Bàn vô sanh mới thật là giải thoát khổ đau hoàn toàn miên viễn. Đây là chỗ Đức Phật Thích Ca nhằm hướng dẫn chúng sanh đạt đến. Muốn niệm Phật được nhất tâm, phải tin chắc về sự hoặc nhận thực về lý. Tin chắc về sự là tin có cõi cực lạc, có Đức Phật A-di-đà tiếp dẫn, tin mình niệm Phật sẽ được vãng sanh. Nhận thực về lý là nhận rõ tâm tịnh thì độ tịnh. Phật A-di-đà là tánh giác của mình. Phương pháp niệm Phật là một cách lóng lặng cho tâm mình thanh tịnh. Có câu tự tánh di đà, duy tâm tịnh độ. Đã đủ lòng tin hay nhận thức ấy rồi, hành giả bắt đầu thực hành bằng niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà. Miệng niệm, lỗ tai lắng nghe, phải nghe rõ ràng từng tiếng niệm của mình, dù niệm thầm cũng vậy. Niệm có chuỗi cũng tốt, không chuỗi cũng được, cốt yếu là cột tâm trong sáu chữ Di Đà, không cho tâm phóng chạy ra ngoài. Ban đầu niệm Phật có thời khóa hay có số chuỗi, sau khi quen rồi, trong bốn oai nghi, trong mọi hoạt động đều nhớ niệm Phật. Chỉ ngoài giờ ngủ ra, tất cả giờ đều là giờ niệm Phật. Người niệm Phật tin về sự, sau thời gian niệm Phật đều phát nguyện hồi hướng sanh về cực lạc. Cõi cực lạc là mục tiêu quy hướng tuyệt đối của người này. Đức Phật Di Đà sẽ đến đón họ trước giờ lâm chung. Khẳng định như vậy. Người niệm Phật nhận thực về lý, hướng thẳng tâm thanh tịnh của mình. Như nói, trì thành nguyệt hiện. Hồ nước đào sông, nước hồ lóng trong thì mặt trăng hiện. Nước hồ trong là tâm thanh tịnh, bóng trăng hiện là tánh giác hiện bày. Tánh giác là Phật Di Đà, tâm thanh tịnh là cực lạc. Tin về sự là hướng ra ngoài, nhận thực về lý là nhắm thẳng tâm mình. Tuy sự lý trong ngoài có khác, song trên phương tiện thực hành chủ yếu được nhất tâm. Nhất tâm là mục đích duy nhất của phương pháp niệm Phật. Dù tin sự hay hiểu lý mà niệm Phật không nhất tâm thì cũng chẳng đến đâu. Muốn tu thiền được định, tùy trình độ sai khác có nhiều lối tu khác nhau. Tổng quát có hai lối, thiền tiệm thứ và thiền đốn ngộ. Thiền tiệm thứ. Thiền tiệm thứ là lối tu thiền theo thứ lớp tuần tự tiến lên, có đề mục, có phương pháp. Ứng dụng tu pháp này xong, tiến lên pháp khác, có sở chứng sở đắc từ thấp đến cao, như lối tu quán tứ niệm xứ, minh sát tuệ, hoặc lối tu lục diệu pháp môn. Đây là sáu cửa màu nhiệm tiến vào thiền. Ban đầu là sổ tức, là lối đếm hơi thở, hít hơi vào cùng đếm một, thở ra sạch hết đếm hai, hoặc cả hai hơi hít vào hít ra đếm một, chú tâm vào hơi thở vào ra, đến đâu thì biết, nhớ số từ 1 đến 10 không cho lộn. Đếm 10 đếm lại 1, nếu giữa chừng quên số cũng đếm trở lại 1. Cột tâm theo hơi thở và số đếm, vừa phóng tâm liền kéo lại với số và hơi thở. Chú ý, đừng cố đem hơi xuống rúng xanh mệt. Hơi vừa dài vừa nhẹ là tốt. Đến bao giờ ngồi thiền cả giờ mà chỉ nhớ số và hơi thở là thành công. Sang tùy, tức là theo hơi thở. Đến đây, bỏ không đếm số, chỉ duyên theo hơi thở ra vào. Chú tâm theo hơi thở, vô đến đâu, biết rõ đến đó. Ra đến đâu, theo đến đấy. Tâm cột với hơi thở, vừa có nghĩ khác lại kéo hơi thở.
theo sát hơi thở không phút giây lơi lỏng, cho đến khi chỉ còn biết hơi thở ra vào, không nghĩ gì khác là xong phần tùy tức. Tu chỉ, dừng tâm ở mũi, xem hơi thở ra vào, như người gác cổng nhận diện từng người khách ra vào không sai sót. Trụ tâm ở mũi lâu xanh hôn trầm liền khởi quán. Tu quán, quán hơi thở ra vào là tướng vô thường mỏng manh tạm bợ. Mạng sống lại nương hơi thở, mà còn thì mạng sống mong manh tạm bợ. Quả thật, mạng sống chỉ trong khoảng hơi thở ra vào. Thở ra mà không hít vào là chết, có gì là chắc chắn lâu dài. Thấy được lẽ thật này là thấy đạo. Hoặc quán hơi thở vào do phổi phồng lên, hơi thở ra do phổi xẹp xuống. Khi phổi phồng lên thì mũi hít không khí vào, phổi xẹp xuống thì đẩy không khí ra. Bên ngoài có không khí, bên trong có phổi, hợp với tâm ý tác động thành sự thở. Sự thở không tự có, đủ duyên mới có. Đã do duyên thì hơi thở không thật. Sự thở đã không thật, mạng sống lại nương theo hơi thở mà có, thì mạng sống cũng không thật. Quán rõ thấy mạng sống như huyễn hóa là thành công. Tu hoàn, quán nhiều sanh động, nên xoay lại tìm xem tâm năng quán này ở đâu. Tìm đáo để, không thấy thì năng sở tự yên lặng. Tu tịnh, chỗ năng sở yên lặng này là tâm thanh tịnh. Giờ ngồi thiền xả hết vọng niệm, chỉ còn một tâm thanh tịnh là tu tịnh. Tâm thanh tịnh bền bỉ lâu dài là xong xuôi phần lục diệu pháp môn. Chỗ này quý vị cần đọc quyển Lục Diệu Pháp Môn của Chí Khải Đại Sư. Thiền đốn ngộ. Thiền đốn ngộ là lối tu trực ngộ bản tâm, gọi là kiến tánh khởi tu. Không có đề mục, không có phương pháp, không có sở chứng sở đắc, chỉ mê là chúng sanh, ngộ là Phật, nên nói kiến tánh thành Phật. Lối tu này không tu mà tu, không chứng mà chứng. Bởi vì khi hành giả trực nhận bản tâm, biết rõ nơi mình có cái không sanh không diệt, mà từ thuở nào mãi chạy theo cái tâm sanh diệt tạo nghiệp luân hồi. Ngang đây biết rõ bộ mặt sanh diệt của nó, không chạy theo nữa. Khi nó dấy lên không cho nối tiếp, không khởi thì lặng yên đừng dấy niệm. Tổ Lâm Tế nói, đã khởi chớ tiếp nối, chưa khởi chẳng cần giấy khởi, còn hơn ông hành cước 10 năm. Cổ Đức cũng nói, chớ sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Thiền sư Vô Nghiệp, suốt đời chỉ dùng một câu, chớ vọng tưởng, trả lời tất cả các câu hỏi của thiền khách. Có người bảo lối tu này là tảo niệm, tức là quét sạch niệm. Xong khi ngồi thiền quét, lúc tiếp duyên, xúc cảnh thâu lại. Cứ quét rồi thâu đến bao giờ mới hết niệm. Đúng thế, nếu người tu chỉ biết quét khi ngồi thiền, lúc ra ngoài thì thâu lại, thật là gian nan cho lối tu này. Xong ở đây không phải vậy. Khi ngồi thiền không theo niệm, lúc ra ngoài thấy các pháp đều duyên hợp hư dối như huyễn hóa, không có một pháp đáng lưu tâm, thì làm gì có thâu. Ví như người đi chợ, cô ta dạo qua các cửa hàng chen chúc với bao nhiêu người qua lại trên đường phố, nhưng không có vật gì và người nào đáng để cô để ý. Về đến nhà, người nhà hỏi, đi chợ có thấy gì không? Cô đáp, không. Có phải thật không thấy gì chăng? Hẳn không phải thế. Chỉ không có gì quan trọng đáng cô chú ý nên không thấy gì. Khi tiếp duyên xúc cảnh, hành giả thấy rõ các pháp như huyễn hóa, tự nhiên không có gì đáng để thâu. Bên trong có bao nhiêu vọng tưởng dấy lên đều không tiếp tục, lâu ngày tự hết. Lại có người bảo, không theo niệm, nhẹ nhàng quá.
nếu người ngồi tọa thiền bị hôn trầm nặng nề làm sao đuổi được? Nếu khi hôn trầm nặng nề, hành giả chấn chỉnh thân, mở mắt sáng mà không hết, nên khởi niệm tìm xem hôn trầm này xuất phát từ chỗ nào. Tức là đặt câu hỏi, hôn trầm xuất phát từ chỗ nào? Theo dõi, tìm kiếm nó thì hôn trầm sẽ tan. Khi gặp tán loạn mãnh liệt cũng thế. Hành giả nên đặt câu hỏi, vọng tưởng này xuất phát từ chỗ nào? Tìm kiếm một lúc sẽ hết. Khi hôn trầm tan, vọng tưởng lặng, liền trở lại lối tu, không theo niệm như trước. Lối tu này cụ thể hóa bằng 10 bức họa, Chăn Trâu Thiền Tông. Mã Tổ hỏi thiền sư Thạch Củng, ông làm gì đây? Sư đáp, con chăn trâu. Mã Tổ hỏi, chăn như thế nào? Sư đáp, mỗi khi nó chạy vào ruộng lúa thì lôi mũi kéo lại. Mã Tổ bảo, thế là ông chăn giỏi, chỉ chăn giữ không cho trâu xâm phạm mạ của người là biết chăn trâu. Con trâu là tâm, chạy loạn khắp nơi là khởi theo sáu trần, dừng lại không theo là lôi mũi kéo về. Cứ thế mãi, giờ ngồi thiền chăn, giờ làm công tác chăn, giờ dạo chơi tiếp khách cũng chăn, không lơi lỏng. Thế nên nói, hái rau, chặt củi, nấu cơm đều là thiền. Chăn cho đến khi con trâu không còn, người chăn cũng mất, đây là hoàn toàn an định. Thiền sư Liên Giới tìm đến Am Tranh Hòa Thượng Ẩn Sơn hỏi, Hòa Thượng ở đây làm gì? Ẩn Sơn đáp, tôi thấy hai con trâu đánh lộn nhau, chạy ầm xuống sông, đến nay không có tin tức. Sư đáp y đảnh lễ, đây là một thứ tám trong 11 chăn trâu nhà thiền, trâu và chăn đều vắng bặt chỉ còn một vòng tròn trắng. Đến đây, ý nghiệp yên lặng, không còn lôi kéo vào luân hồi sanh tử nữa. Nếu hàng nhị thừa đến đây là nhập niết bàn, vì đã dứt sạch nghiệp sanh tử. Giác ngộ pháp thân. Dứt sạch nghiệp mới gọi là hết sanh tử, chưa phải thành Phật. Về các kinh A Hàm, đến đây chứng niết bàn tức vô sanh của A La Hán. Kinh Pháp Hoa Phật Bảo là hóa thành không phải bảo sở. Về Thiền Tông gọi đây là đức vô sanh, là tử thủy, là đầu sào trăm trượng, cần phải vượt qua mới được. Căn cứ vào 11 chăn trâu nhà thiền, chỗ này mới là một thứ 8, chăn và trâu đều mất. Phải tiến lên một thứ 9 là lá rụng về cội, nước chảy về nguồn mới được. Mục này gọi là nhập Phật giới hay nhập Pháp thân. Cần vượt lên một thứ 10 là buông lỏng tay vào chợ hay nhập ma giới, mới vuông tròn công đức thành Phật, dứt sạch nghiệp mới thoát khỏi đau khổ trong sanh tử cho chính mình. Song chưa đạt pháp thân, chưa viên mãn công đức cứu khổ chúng sanh, cần phải hòa quang đồng trần làm lợi ích tất cả chúng sanh mới vẹn tròn công đức thành Phật. Thầm ngộ là đủ lòng tin. Có người nghĩ, thành giả chưa trực ngộ bản tâm tu thiền đốn ngộ được chăng? Trực ngộ bản tâm là chủ yếu của người tu thiền đốn ngộ, song có người chưa ngộ mà đủ lòng tin, tu vẫn được. Xem kinh, đọc luận, hỏi đạo, nghe giảng, thầm nhận mình có bản tâm bất sanh bất diệt, khẳng định không nghi ngờ, người này tu thiền đốn ngộ được. Thiền sư Pháp Thường đến hỏi Mã Tổ, thế nào là Phật? Mã Tổ đáp, tức tâm là Phật. Sư thầm nhận, đến núi Đại Mai cất am tu, sau Mã Tổ nghe, sai vị tăng đến thăm dò. Tăng đến hỏi sư, Hòa Thượng gặp Mã Tổ, được cái gì về ở núi này? Sư đáp, Mã Tổ nói với tôi, tức tâm là Phật, nên tôi bèn đến núi này. Tăng thưa, gần đây Mã Tổ lại nói, phi tâm phi Phật.
Sư bảo, ông già mê hoặc người, chưa có ngày xong, mặt ông phi tâm phi Phật, tôi chỉ biết tức tâm là Phật. Vị tăng trở về thuật lại với Mã Tổ. Mã Tổ nói với đại chúng, đại chúng, trái mai đã chín. Đây là tin nhận mình có bản tâm chân thật một cách chắc chắn, là tu thiền đốn ngộ hay chăn châu được. Hoặc giả, nhận rõ vọng tưởng hư dối như xương như khói, không theo, không bị nó dẫn. Đến khi nó tan biến hoàn toàn, chân tâm hiển lộ. Ngài Hội Khả sau khi được Tổ Đạt Ma nhận làm môn đồ, Ngài hỏi Tổ, tâm con chưa an, xin Thầy dạy con phương pháp an tâm. Tổ Đạt Ma nhìn thẳng vào mặt và bảo, đem tâm ra ta an cho. Ngài sửng sốt lặng tìm liền đáp, con tìm tâm không được. Tổ Đạt Ma bảo, ta đã an tâm cho ông. Ngài Huệ Khả liền biết lối vào. Hằng ngày chúng ta thấy tâm tưởng lăng xăng, khi nhìn lại thì nó không còn. Thế là nói hư dối không thật, biết rõ hư dối thì nó không còn khả năng lôi cuốn dẫn dắt chúng ta nữa. Không chạy theo không bị dẫn, chẳng an là gì? An tâm là nhìn thẳng bộ mặt hư dối của nó tự tan biến, còn gì nữa mà động. Thời gian sau, Ngài Hội Khả thưa Tổ Đạt Ma, nay con bật hết các duyên. Tổ Đạt Ma bảo, coi chừng rơi vào đoạn diệt. Ngài Huệ Khả thưa, không rơi. Tổ Đạt Ma hỏi, thế nào không rơi? Ngài Huệ Khả thưa, rõ ràng thường biết, nó không thể đến. Tổ Đạt Ma nói, đây là chỗ truyền của chư Phật, chớ có hoài nghi. Thế là, từ nhận biết tâm bất an hư dối, Ngài Huệ Khả chăng đến lúc nó không còn tâm dạng là bật hết các duyên, chỉ còn lại cái rõ ràng thường biết là chỗ chư Phật truyền nhau. Có nhiều người học đạo đã thầm nhận mình có cái chân thật sẵn đủ, hoặc biết rõ vọng tâm hư dối mà vẫn chưa đủ niềm tin để tiến tu. Họ cứ đòi phải ngộ mới tu được. Quả thật, họ đang đuổi theo cái ảo ảnh của danh từ ngộ, đâu biết rằng tin chắc không nghi đã là thầm ngộ. Kết thúc. Trên tiến trình tu tập từ phàm phu đến Phật quả là thâm thẳm gian truân, song vì ý thức được sự đau khổ trong kiếp mê lầm, sự đọa đày trong vòng lục đạo, chúng ta phải nỗ lực tiến tu. Nhờ thắp sáng ngọn đuốc trí tuệ, chúng ta thấy đường để tháo gỡ những gút mắc muôn ngàn sợi dây nghiệp báo. Gỡ sạch những dây nghiệp báo rồi, chúng ta được thảnh thơi tự tại. Song thân bằng quyến thuộc ta, đồng bào đồng loại của ta đang bị bủa vây bao phủ, đành lòng nào chúng ta lại ngó lơ. Thế là vén áo săn quần, chúng ta lao mình vào cõi trần ai để dìu dắt nhân loại thoát khỏi vòng khổ ải. Đây là hình ảnh thiền sư vai mang chiếc đải, tay cầm bầu rượu, kết bè hợp bạn với đám người đầu đường xóm chợ. Đem ánh sáng hòa lẫn với bụi bặm, quả là đầu cho mặt đất. Có thế mới tròn bản nguyện đại bi, mới đủ công đức giải thoát chúng sanh khỏi sông mê bể khổ. Cứu mình, độ người được viên mãn, đều đặn gọn trên nền tảng giác ngộ giải thoát của Đạo Phật.